Chấp ma thuyết minh tập 161 Ba cái tiên đế ngư còn lại ngộ đạo thời gian cũng không quá nhiều, nhiều nhất một cái, cũng liền còn lại mấy canh giờ mà thôi. Ninh Phàm thì lại khác, hắn ăn ngộ đạo trà trái cây dai cực cao, số lượng cũng nhiều, trước mắt còn thừa thời gian còn có 430 trời. Đáng tiếc, Ninh Phàm ba ngày sau còn muốn thủ hộ Bắc Mang Quốc, đối kháng đợt tiếp theo vô lượng kiếp linh, cũng không thể ở chỗ này đợi đến quá lâu, thực sự có chút lãng phí ngộ đạo thời gian giới này hỏa nguyên dồi dào lại để lại một loại nào đó tiên đế thần thông nhưng lại không phải ta lúc này cảm ngộ trọng điểm thời gian của ta rất căng không có khả năng quá nhiều lãng phí nam kha tiền bối để cho ta kết nối ý thức giới xác nhận muốn giúp ta tu thành thái cực sinh diệt cảnh không thể quên chính sự ninh phàm cũng không tính ở đạo này giới chờ lâu thế là tâm niệm vừa động thân cá hai bên mọc ra hai mảnh vây cá xem như tay đến sử dụng bắt đầu ở không khí bên trên loạn bôi vẻ linh tinh đứng lên có trước đó kinh nghiệm lần này ninh phàm sửa chữa quy tắc thời điểm cũng không có đổi quá không hợp thói thường lần này đỉnh đầu chưa từng xuất hiện thần vương nham thương đánh xuống nhưng lại có một cái vòng xoáy truyền tống đột nhiên xuất hiện đem hắn hút vào trong đó sau đó biến mất t cái kia tiên vương ngư là chuyện gì xảy ra thế mà có thế tại đạo giới bên trong tự do truyền tống. Hẳn là nắm giữ thánh tông phù lệnh. Nhưng phù lệnh này không phải chỉ có số ít hoang thánh nắm giữ sao. Cá này hẳn là đúng là một vị hoang thánh. Ba cái tiên đế ngư đã kinh lại sợ. Còn tốt vừa mới không đối này hoang thánh ngư làm ra ngỗ nghịch sự tình, nếu không. Ách, giống như cũng không có gì lớn, dù cho bị cái này hoang thánh ngư phản sát, cũng bất quá là ý thức trở về mất đi quý giá ngộ đạo cơ hội mà thôi đừng sợ đừng sợ một trận truyền tống về sau ninh phàm cá đi tới một chỗ thủy hành dư thừa thế giới có sáu cái tiên đế ngư hai cái tiên vương ngư ở đây cảm ngộ ninh phàm đến đồng dạng không có gây nên quá nhiều chú ý nhưng khi ninh phàm không hài lòng đạo này giới lựa chọn truyền tống lúc rời đi tất cả cá đều khó mà trấn định tình huống như thế nào đường đường hoang thánh ngư vì sao muốn đến bên trong thiên đạo giới ngộ đạo? Quả nhiên là đi nhầm địa phương đi, cái này truyền tống đi rồi sao? Một lần lại một lần truyền tống, Ninh Phàm đi rất nhiều đạo giới, cũng hù dọa rất nhiều đáng thương cá con. Ngộ đạo thụ ý thức giới bên trong, có 10 vạn 8 ngàn chỗ đạo giới, trong đó đại đa số là tiểu thiên, bên trong thiên đạo giới, lớn thiên đạo giới cực ít. Ninh Phàm một đường truyền tổng hơn 1 ngàn chỗ đạo giới, cũng chỉ gặp được ba cái lớn thiên đạo giới, lại ba khu lớn thiên đạo giới truyền thừa đạo Pháp, đối với hắn tu luyện thái cực sinh diệt cảnh không có chút nào trợ giúp. Trong quá trình truyền tống, thậm chí còn truyền vào quá nặng phục đạo giới, thật sự là ngẫu nhiên truyền tống. Nhưng cái này cũng không có cách nào, Ninh Phàm đối với ngộ đạo thù ý thức giới hiểu rõ có hạn, có thế miễn cưỡng sửa chữa một ít quy tắc, đã là năng lực cực hạn, cũng không có cách nào tùy tâm sở dục lựa chọn chính mình muốn đi đạo giới. Lời tuy như vậy, khi Ninh Phạm ý thức được vấn đề, lại sửa chữa quy tắc lúc, lại làm rất nhỏ cải biến, tại ngẫu nhiên truyền tống đồng thời, gia nhập nhân quả số liệu ảnh hưởng cùng quyền trọng. Kể từ đó, ngẫu nhiên truyền tống thời điểm truyền vào tương quan đạo giới tỷ lệ lập tức tăng lên rất nhiều. Một lúc lâu sau, Ninh Phạm rốt cục đánh bậy đánh bạ dưới, truyền tống đến một chỗ âm dương nhị khí cực kỳ nồng nặc thế giới. Giới này chính thích hợp tu luyện thái cực sinh diệt trước đưa kỹ năng, lưỡng nghi tứ tượng. Nhưng để Ninh Phàm cảm thấy để ý, là trước mắt đạo giới cảnh sắc, để hắn cảm nhận được nhìn quen mắt. Đây là một chỗ xương trắng mênh mông đạo giới, tràn ngập vô cùng vô tận âm dương nhị khí, khoảng chừng mấy trăm đầu âm dương ngư ở đây cảm ngộ tu luyện, trong đó thậm chí có bắt đầu thánh ngư. Cảnh sắc trước mắt, để Ninh Phàm nhớ tới một bức họa. Viễn cổ tứ đồ thứ hai, Kim Thiên Hắc Địa Đồ Kim Thiên Hắc Địa Đồ nội dung, có thể không phải liền là giấy vẽ mảng. Lớn mảng lớn trống không, chỉ vẽ lên hai đầu âm dương ngư sao. Nhìn thật giống A. À. Ninh Phàm vốn cho rằng cái này tương tự chỉ là trùng hợp, nhưng khi hắn quan trắc nhân quả lúc, lại kinh ngạc quan trắc đến, nguyên lai vẽ ra Kim Thiên Hắc Địa Đồ Kim Phù Cung Thủy Tổ, từng ý thức liền nhận lấy nơi đây đạo giới. Cái gọi là Kim Thiên Hắc Địa Đồ, bất quá là kim phù cung thủy tổ cảm ngộ giới này đạo pháp đằng sau vẽ ra bức họa mà khi ninh phàm ý đồ cảm ngộ giới này đạo pháp thời điểm một cái cổ lão thanh âm không nhìn không thể nói với hắn ý thức chỗ sâu vang lên hướng dẫn từng bước nói âm dương bất trắc chỉ vị tiên nhập ta tiên linh thì hòa quan đồng trần câu nói này không đúng lắm đi ninh phàm nhíu đầu cá bên trên lông mày như có điều suy nghĩ Đạo này giới âm dương nhị khí ngược lại là tương đương dồi dào, nhưng luôn cảm giác giới này truyền thừa thần thông có vấn đề, không có khả năng loạn học. Trước đó nghe được thần nha nói ra âm dương bất trắc chi vị thần lúc, nên phàm một thân đạo pháp là có chính hướng phản ứng. Nhưng nghe đến câu này lúc, hắn lại có loại đạo pháp phát lạnh ảo giác, phản phất một khi học được nơi đây đạo pháp, liền sẽ dẫm vào hố to. Kể từ đó, ta chỉ có thể tại giới này luyện hóa âm dương nhị khí dư thừa thần thông lại là nửa điểm không học. Ninh Phàm thầm nghĩ. Có thế, đạo này giới mặt khác âm dư ngư, hiển nhiên không có loại phán đoán này lực, còn tại liều mạng cảm ngộ nơi đây thần thông. Dù sao, nơi đây truyền thừa thế nhưng là Hồng quân Thánh Tông tuyệt học chí cao. Một khi tu thành, nghe nói có thế bị Hồng quân tổ sư thu nhập môn tường, trực tiếp trở thành đệ tử đời hai, đại đạo có hy vọng. Lại có cá mới tới đây tìm vận may rồi sao? tiên vương ngư mà nói sợ là ngay cả thuật này tên đều nghe không được đi chúng cá bên trong chỉ có mấy cái cách gần nhất chuẩn thánh ngư hướng ninh phàm phương hướng liếc qua sau đó không còn quan tâm ninh phàm đồng dạng không chú ý mặt khác cá chúng cá chỉ có lớn nhỏ khác biệt mặt khác đều như thế không có gì tốt chú ý tiếp xuống liền thử sửa một cái lưỡng nghi tứ tượng đi nhưng lại không thể nào quên thời gian tại giới này luyện được quá lâu ninh phàm thầm nghĩ đang muốn luyện hóa âm dương nhị khí lại có một thanh âm khác trực tiếp trong lòng của hắn vang lên là không thể nói đều không thể quấy nhiễu nói chuyện phiếm phương thức ninh phàm thức hải phòng tán gẫu khỏi động chủ nhân nơi này cá thật nhiều thấy hát ma thật đói hát ma chảy xuống khó nhịn nước bọt nàng là cửu ly là mèo mèo ăn cá chính là thiên địa cơ bản nhất pháp tắc giới này nàng mà nói đơn giản chính là thiên đường thậm chí liền ngay cả chủ nhân đều trở nên có chút thèm người chủ nhân mùi thật là đáng chết ngọt ngào rất muốn liếm một nguồn chớ có suy nghĩ lung tung nói đến nơi này rõ ràng là ý thức của ta kết nối ý thức của ngươi là như thế nào trà trộn vào tới đinh phàm ngoài ý muốn nói hắc ma không biết đâu chủ nhân đi chỗ nào hắc ma liền đi chỗ đó bất trị bất giác liền đến tới đây Hắc ma tuyệt không thừa nhận nàng là cố ý đi theo, nàng chính là muốn học xích ức chủ động xuất kích, bởi vì do dự sẽ chỉ bại trận. Xem ra là ta cải biến quy tắc lúc, nhiều một ít lầm thao tác. Ninh phàm âm thẩm hấp thụ giáo huấn, Cần biết mang theo người khác tiến vào ý thức giới, thế nhưng là vi phạm giới này quy tắc, một khi bị ngộ đạo thụ chỉ tổ phát hiện. Giống như cũng không có gì. Hắc ma ý thức đen nhập giới này đằng sau, ý thức của nàng dung nhập vào ninh phàm trong ý thức, dẫn đến ninh phàm thân cá lập tức mập một mảng lớn, lại trong miệng cá quỷ dị mọc ra cửu ly tộc răng nhọn, hoàn thành một lần kỳ diệu hợp thể biến thân. Không chỉ là hắc ma, bản cung cũng đen tiến đến. Ngươi cùng ngộ đạo thù ý thức kết nối, bản cung lại cùng ngươi ý thức kết nối, bốn bỏ năm lên một chút, bản cung đen nhập giới này cũng rất hợp lý đi. Nghĩ chủ đồng dạng đối với cái này giới âm dương nhị khí cảm thấy trong mà thèm nàng tàn hồn mười phần nhỏ yếu nhưng nếu thôn vệ đầy đủ đủ lượng âm dương nhị khí lại giới này truyền thừa không phải vĩ đại hồng quân tổ sư chí cao vô thượng đạo pháp sao nàng cảm thấy rất hứng thú thế là cam tâm tình nguyện hợp nhập ninh phàm ý thức mười phần tích cực chủ động tiếp thu thánh nhân tàn hồn ý thức ninh phàm thân cá lập tức mập mười vòng không ngừng lại trên dưới quanh người ẩn ẩn lộ ra một tia thánh nhân khí tràng xem xét liền rất khó dây vào Trước đó khinh thị ninh phàm mấy cái chuẩn thánh ngư, trực tiếp bị ninh phàm khí tràn giật nảy mình, biến sắc liền hướng phương xa du tẩu, không dám đợi tại ninh phàm phụ cận tu luyện, vạn nhất kéo xuống chung quanh âm dương nhị khí nồng độ, bị ninh phàm thánh nhân ngư mấy ngụm ăn hết, chẳng lẽ không phải bởi vì nhỏ mất lớn. Thế là đem phụ cận tốt nhất mấy chỗ vị trí toàn diện tặng cho ninh phàm. Ninh phàm, tự hồ lại hù đến mặt khác cá, được rồi. Hai người các ngươi đều tới, sẽ không phải đa văn ý thức cũng đen tiến đến đi. Đa văn, thượng tiên thứ tội, tiểu tiên thân là thứ khai thiên chi khí, chẳng biết tại sao, lại bị ngộ đạo thù ý thức giới mãnh liệt cự tuyệt. Giới này tự hồ đặc biệt bài xích pháp bảo tiến vào, càng cao cấp hơn pháp bảo bài xích càng lớn, xác nhận vì phòng ngừa ngộ đạo tiên tu ở đây cầm bảo công sát, tạo thành không cần thiết phá hư. Đa văn tiếc núi không thôi, hắn cũng nghĩ đen nhập giới này miệng lớn hút âm dương nhị khí. Chuyện tốt bực này vì sao không có phần của hắn, thật sự là người tốt rơi lệ. Hôi trần tiên âm cơ, chủ nhân chủ nhân. Ta cũng tiến vào. Ý thức của ta quá mức nhỏ bé, thuận chủ nhân ý thức một đường tiến lên lúc, trực tiếp từ trong khe hở chui đi vào. Cốt A, cho bụi nhỏ cũng chui vào, nho nhỏ ý thức dung nhập ninh phàm thân thể, cũng không có làm cho ninh phàm đã khổng lồ thân cá xuất hiện biến hóa gì. Ninh phàm, cũng tốt, nếu tiến đến, liền ăn nhiều mấy ngụm âm dương nhị khí, mau mau lớn lên đem. Nói đến, sẽ không phải xích vi tiền bối cũng nghĩ tới đi. Như ý thức của hắn cũng tiến vào, ta cái này cá nho nhỏ thân, sợ là chứa không nổi hắn. Xích vi, yên tâm. Lão phu không đi. Chỉ là âm dương nhị khí tại ta vô dụng, ăn vào vô vị. Có thể nhìn xa xa ngươi hồ nháo. Nhìn xem ngươi chăm chú tu luyện, lão phu liền rất hài lòng. Tiểu tử ngươi, rất không tệ. Ninh Phàm kinh ngạc. Luôn cảm thấy hôm nay xích vi là lạ, giống như là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lại không biết tại vui thứ gì. Nhưng lại lười nhắc hỏi nhiều. Thế là, trầm mặt mà khô khan tu hành bắt đầu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ông lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa âm dương là cấu tạo vạn vật cơ bản khái niệm giới này âm dương nhị khí đối với tuyệt đại đa số công pháp thần thông mà nói đều có tăng lên tác dụng nhưng người với người hấp thu âm dương nhị khí tốc độ là khác biệt tương tính càng cao tu vi càng cao luyện hóa âm dương nhị khí tốc độ càng nhanh lúc này ninh phàm dung hợp rất nhiều ý thức trong đó thậm chí có nghĩ chủ bực này thánh nhân ý biết lấy ý biết mạnh yếu mà nói xem như cao nhất nơi đây hàng một dù sao nơi đây không có bước thứ tư, tu vi cao nhất, cũng bất quá là mấy cái thủy thánh cá, cũng đều cách hắn rất xa, lẫn nhau không liên quan tới nhau. Mà hắn sở tu âm dương biến, loạn hoàng quyết, hắc ma công, lưỡng nghi thuật, đều là cùng giới này âm dương nhị khí tương tính cực cao. Kể từ đó, Ninh phàm hấp thu âm dương nhị khí tốc độ đúng là có thể so với niết thánh, quả thực dọa người. Bình thường tiên vương cần khoảng 12 canh giờ, mới có thể hấp thu đầy đủ âm dương nhị khí, ở thể nội gian nan vận hành một chu thiên. Mà Ninh Phàm cần thiết thời gian, là 12 hơi thở. Mỗi 12 hơi thở, hắn liền có thể vận chuyển một lần chu thiên, luyện hóa ra một đạo âm dương chi khí, đây là có nghĩ chủ bọn người chia đều kết quả. Nhưng nếu không có đám người chia đều. Cốt A, không có đám người ý thức dung hợp, Ninh Phàm cũng không hút được nhanh như vậy, bốn bỏ năm lên hay là kiếm được càng nhiều lại chia đều phía dưới, nghĩ chủ, hắc ma, cho bụi nhỏ đều là được ít lợi không nhỏ. Nhưng Ninh Phàm cảm thấy mình luyện hóa tốc độ còn có thể tăng thêm một bước, thế là quyết định lâm thời mở rộng phòng tán gẫu quy mô, đem huyền âm giới cũng gia nhập vào ý thức kết nối bên trong. Trong chớp mắt, hơn 10 vạn cái đỉnh lô ý thức tràn vào, phòng tán gẫu lập tức trở nên náo nhiệt không gì sánh được, chủ nhân nghịch thiên, chủ nhân ta rất nhớ ngươi, chủ nhân nên đất cày, chủ nhân ta muốn, loại hình kỳ quái lời nói liên tiếp xuất hiện, khiến cho phòng tán gẫu không khí mười phần không hài hòa. Thẳng đến nhóm nói chuyện phím quản lý nghĩ chủ lấy thánh nhân tôn sư ra mặt can thiệp, mới khiến cho ồn ào các nữ nhân an tĩnh lại. Các đỉnh lô mặc dù không cường đại, nhưng thắng ở nhiều người, khi một trăm. Không 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 ý thức dung nhập ninh phàm ý thức, ninh phàm thân cá lại mập một vòng. Cũng may mà Nam Kha lão tiên đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con, người bình thường nếu dám trắng trọn như vậy bật hắc, tuyệt đối là muốn phong hào. Nhưng ai gọi Ninh Phàm mang tới nữ nhân, tất cả đều là muội tử luân hồi ảnh đâu. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, Nam Kha cảm thấy Ninh Phàm gian lận hành vi, cũng không phải không có khả năng lý giải. Lúc này, chưa ý thức được chính mình là cái ngoại nhân đa văn, vẫn còn đang suy tư có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể đen nhập giới này, thực sự có chút đáng thương, hắn thậm chí ngay cả mình thua ở chỗ nào đều không có ý thức được. Tại dung hợp huyền âm giới ý thức về sau, Ninh Phàm luyện hóa âm dương chi khí tốc độ lại tăng lên nữa. Tám hơi liền có thể luyện hóa một đạo âm dương chỉ khí. Lại bởi vì thể nội phụ thuộc ý thức đông đảo, chủ ý thức thậm chí không cần chỉ huy, liền có liên tục không ngừng âm dương chi khí bị luyện hóa, tự hành vận chuyển chu thiên. Cái này có chút quá mức chính mình nằm ngửa, để các muội tử làm công. Âm thầm nhìn màn hình Nam Kha lão tiên khóe miệng giật một cái, nhưng cũng bất đắc dĩ. Dù sao Ninh Phàm lại không bức bách, ngược lại là các muội tử cam tâm tình nguyện cứng rắn muốn lây lại. Đáng tiếc, tại không thể nói trong thế giới, ta không cách nào phát động vạn vật câu thông chi thuật, nếu không cùng ý thức giới tiểu thư hảo hảo giao lưu một phen, không thể nói trước luyện hóa tốc độ còn có thể tiến thêm một bước nếu có thể sửa chữa quy tắc đem không thể nói đối ta ước thúc hủy bỏ liền tốt ninh phàm âm thầm tính toán trong đó khả năng nghĩ nghĩ lại cảm thấy việc này phải sửa đổi số liệu quy mô quá lớn lấy hắn đối với cái này ý thức giới lý giải một cái sơ sẩy dễ dàng biến khéo thành vụn được không bù mất tạm thời trước cứ như vậy đi ý thức giới bên trong không ít âm dương ngư đều chấn kinh tại ninh phàm trên người dị trạng cá này rõ ràng không có chăm chú luyện hóa âm dương nhị khí, thể nội âm dương chi khí lại tại bằng tốc độ kinh người tiếp tục gia tăng, cái này treo mở cũng quá rõ ràng. Người này đến tục cùng là ai, có thể không nhìn ngộ đạo ý thức giới quy tắc, trắng trợn đi gian lận sự tình. Một cái thủy thánh âm dương ngư bí mật quan sát lấy ninh phàm hành vi, mượn từ ý thức kết nối, âm thầm hướng ý thức giới tố giác việc này. Nhưng mà ý thức giới cũng không cho ra đáp lại, khiến cho hắn hoang mang cá này chợt nhìn lại là thủy thánh khí tức, nhưng kỳ thực khí tức không đến từ ở thánh nhân tàn hồn, phô trương thanh thế mà thôi. Đợi cá này hút âm dương nhị khí đạt tới cực hạn, ta trực tiếp đem nó nuốt mất, ngư ông đắc lợi. Ta cần một vạn đạo âm dương khí, bây giờ chỉ luyện hóa 7.000, thời gian cũng đã không nhiều, như cá này luyện hóa ra 3.000 số lượng, ta liền xuất thủ xê cướp đoạt. Một cái tam giai chuẩn thánh âm dương ngư ngầm sinh ý nghĩ sang bậy. Cái này có gì đó quái lạ, nhưng không liên quan gì đến ta. Tại ta mà nói, không thiếu sót thánh lộ mới là giờ phút này hàng đầu sự tình. Như muốn quần thánh chư nghịch không ngăn, ta chỉ có thể đi tại tiên linh lộ, cũng từ đây ở giữa cảm ngộ đạo tổ tiên linh pháp. Nhưng ta cũng có ta đối sách, nếu ta cắt đi nơi đây đạo pháp chi tệ, bằng vào ta tự thân cảm ngộ điền vào chỗ trống, thì ta tuy nhập tiên linh, tai hại là được xuống tới thấp nhất một cái muốn thành thánh âm dương ngư, chỉ nhìn một chút ninh phàm phương hướng, liền thu hồi tự ý dạt vào ánh mắt. Nó có chuyện trọng yếu hơn muốn mưu đồ, không thèm để ý một cái phô trương thanh thế, chẳng biết tại sao có thể lái được treo tiên vương ngư. Chúng âm dương ngư mỗi người có tâm tư riêng, duy chỉ có ninh phàm như không đếm xỉ đến, chỉ một lòng đắm chìm tại trong cảm ngộ. Hấp thu âm dương nhị khí, có các muội tử hỗ trợ, hắn chỉ cần đem luyện vào thể nội âm dương nhị khí, hóa nhập lưỡng nghi tứ tượng chỉ thuật là đủ. Một lúc lâu sau, Ninh Phàm luyện hóa 300 nhiều đạo âm dương chi khí. Sau 8 canh giờ, Ninh Phàm thể nội âm dương khí số mắt đạt tới 3.000. Càng về sau, các muội tử tỉnh luyện âm dương nhị khí càng quen luyện, riêng phần mình tu vi cũng tại chậm chậm trong lúc đề thăng. Tất cả mọi người tại đạt được lợi ích, dùng sức hao lấy nơi đây đạo giới lông cừu. Lại tại lúc này, chợt có một đạo ngư ảnh mang theo bảy nghìn đạo âm dương khí chỉ uy đột nhiên bơi tới há miệng liền cắn về phía ninh phàm tạ ơn các hạ tinh luyện ba nghìn âm dương khí lão phu nhận đây là một cái tam giai chuẩn thánh ngư vốn định thả câu ngoan thoại kết quả bị không thể nói can thiệp cái gì đều nói không ra nhưng hắn ý tứ ninh phàm lại có thể minh bạch chỉ là giết người đoạt bảo mà thôi không có chuyện gì cũng là vì sinh hoạt không khó coi Ninh Phàm cũng không trách tội cái này chuẩn thánh ngư tham lam, bởi vì hắn cũng rất thèm đối phương 7.000 âm dương khí A. Thế là trái lại một nuốt, mở ra so với đối phương hình thể lớn gấp 10 lần thâm viên cự khẩu, một ngụm nuốt lấy cá này toàn bộ. Cám ơn ngươi, người xa lạ. Ninh Phàm trong lòng nói như vậy. Thể nội âm dương khí đạt tới 10. Không 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 đồng thời, sở tu 27 âm dương cũng có không nhỏ tinh tiếng cũng tại thời khắc này, giới này tất cả âm dương ngư ánh mắt, đều bị hấp dẫn mà đến, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cá này trong miệng, lại mọc ra cửu ly chi răng. Cửu ly, đạo hồn tộc bên trong xếp hạng thứ tư tộc đàn. Tộc này hung danh ở bên ngoài, ngay cả thiên đạo hồn cũng dám săn thức ăn, càng thường săn thức ăn mặt khác đạo hồn tộc, đoạt tộc vận, nhiễu số trời, làm việc vô pháp vô thiên, cho nên cừu gia vô số. Tại chân giới, rất nhiều động thiên phúc địa đều đem cửu ly xếp vào sổ đen, nhưng cũng không phải là tất cả, như ngộ đạo thù ý thức giới, liền chưa minh cấm việc này. Kể từ đó, mỗi khi có cửu ly kết nối ngộ đạo thù, đều sẽ dẫn xuất không ít nhiễu loạn, không phải cửu ly chủ động gây chuyện, chính là cửu ly bị người trả thù. Hết lần này tới lần khác đạo giới bên trong, chúng sinh đều là cá, chỉ có cửu ly dài quá răng mèo, có được trời ưu ái ưu thế người bên ngoài mặc dù muốn đối với cửu ly báo thù, cũng là không dễ. Mèo khắc cá, chính là đại đạo sở định quy tắc, mà ở chỗ này, loại này khắc chế tức thì bị phóng đại đến không chỉ gấp 10 lần. 30. Không 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 kiếp pháp lực con cá, công kích cửu ly lúc chỉ có thể đánh ra 3.000 kiếp tổn thương, cùng là 30. Không 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 kiếp pháp lực cửu ly, thuận miệng khẽ cắn con cá thì có thể so với ba kỹ thánh nhân một kích. Như vậy liền không khó lý giải bọn cá vì sao thấy một lần cửu ly răng nanh, liền tất cả đều hoảng sợ, lấy phổ biến lý tính mà nói, chỉ cần có cửu ly tại, hôm nay cảm ngộ liền yên tĩnh không được. Cho dù là nơi đây mấy đầu thánh nhân ngư, đều đối với ninh phàm sinh ra rất nhiều kiên kỵ. Tam giới đạo trà đạo quả đối với cửu ly cấm bán chính là lệ cũ, ly này nhưng vẫn là có biện pháp kết nối ngộ đạo thù A. Tam gia chuẩn thánh ngay cả thoáng ngăn cản đều làm không được A, trực tiếp bị ăn một miếng mất rồi chết bởi giới này mặc dù đối bản thể không quá mức tổn thương, lại biết mất đi kiếm không dễ ngộ đạo cơ hội. Bằng ly này tu vi, đủ để thương tới thủy thánh, thật là khiến người đau đầu. Không cần thiết trêu chọc ly này, cũng hy vọng ly này đừng chọc ta, nếu không. Ninh Phàm Từ không biết hắn cửu ly răng làm cho bọn cá như thế nào kiên kỵ. Suy nghĩ trong lòng, lại là làm từng bước tu luyện quả nhiên vậy quá chậm, hay là giết người đoạt bảo càng nhanh khổ tu 8 canh giờ, mới tu ra 3.000 âm dương khí, ăn một đầu tam giai chuẩn thánh ngưu trực tiếp cướp tới 7.000. Một đêm chợt vào phương pháp, cho tới bây giờ chỉ ở thiên điều pháp lệnh bên trong. Nếu có thể đem giới này con cá toàn bộ cướp sạch. Ân, ừ, việc này không quá hiện thực. Bình thường con cá mặc dù đánh không lại ta, một khi đầu ngọn gió không đúng, đều có thể trực tiếp tách ra ý thức kết nối, thoát ly giới này huống chỉ giới này còn có mấy tên thánh nhân, nếu ta làm việc quá mức tùy tiện, ngược lại sẽ phạm nhiều người tức giận, khả năng rước lấy vây công, song quyền nan địch tứ thủ. Cho nên, muốn thế nào mới có thể đem giới này con cá một mẻ hốt gọn đâu? Lây xiên cá bắt cá, một xiên đâm rơi, dù có thu hoạch, cũng nhất định cả kinh con cá tán, nhưng nếu tại trong lưới thiết mồi, khiến cho con cá chủ động tới ném. Ta chỉ có ba nghìn âm dương khí lúc liền có thể dẫn tới con cá giết ta, bây giờ ta có 10 Không 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 âm dương khí, chắc hẳn lòng sinh tham niệm con cá sẽ còn càng nhiều, như lấy mười. Không 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 âm dương khí làm mồi nhũ. Hả? Quái sự, Ninh Phàm bỗng nhiên kinh ngạc. Khi hắn chỉ có được ba nghìn âm dương khí lúc, liền cảm giác được có sáu bảy đạo sát cơ âm thầm khóa chặt chính mình, trước đó công kích mình tam giai chuẩn thánh, chỉ là một trong số đó, Lòng sinh tham niệm hẳn là còn có mấy cái mới đúng, cũng chưa kịp xuất thủ. Nhưng giờ phút này, hắn rõ ràng có càng nhiều âm dương khí, khóa chặt hắn sát cơ lại là thu sạch về, không tăng phản giảm. Chẳng lẽ là ta xử lý một tên đại tu cấp tồn tại, biểu hiện được quá mức nhẹ nhõm, đem những con cá kia dọa đến không dám vọng động. Nói đến, ta vừa mới bất quá thuận miệng một nuốt, thủ đoạn lợi hại gì đều không có, thế mà đem một vị đại tu tùy tiện miễu sát. Tại tu có yếu như vậy a. À. Tuy nói lúc này ta có hơn 10 vạn ý thức tại thân, nhưng luôn cảm giác còn có cái gì càng sâu tầng nhân tố tại ta có lợi, tại đối phương bất lợi, tạo thành kết quả này. Tại cái này không cũng biết thế giới, thiên nhân hợp nhất nhận cực lớn hạn chế, là lấy Ninh Phàm không cách nào giống bình thường như thế, tùy tiện khám phá nhân quả. Hắn cũng không biết, giờ phút này dung hợp cửu ly ý thức chính mình Đối với những khác con cá có cỡ nào nghịch thiên khắc chế, sẽ ham một vạn đạo âm dương khí con cá, nào dám trêu chọc Tiên Vương cấp bậc cửu ly. Có khả năng đánh thắng được Tiên Vương cửu ly thánh nhân ngư, há lại sẽ coi trọng chỉ là 10. Không 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 âm dương khí, sẽ không vì cực nhỏ lợi nhỏ gây một cái đại địch, chậm trễ ngộ đạo. Mà như đối phương cũng không tốt năm tốt ba tới cửa kiếm chuyện, xếp hàng đến đưa, Ninh Phàm liền cũng mất phòng vệ chính đáng lý do ngay trước mấy trăm con cá trước mặt, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không nguyện ý ăn cướp trắng trợn, chủ yếu là lo lắng động tĩnh quá lớn, không có đoạt mấy đầu liền đem con cá sợ chạy. Nếu ta diệt sát đối phương lúc biểu hiện được phí sức chút, có thể là làm bộ thành lưỡng bại câu thương, gian nan thủ thắng bộ dáng. giờ phút này hẳn là sẽ có không ít con cá thừa dịp ta nguy hiểm đột kích đi. Hồi lâu không gạt người, có chút lạnh nhạt, dạng này không tốt, làm trái sư phụ dạy bảo ma liền muốn sẽ lừa gạt, nếu không không cách nào đứng ở thế. Chính không thể làm, thì cướp lại. Dương không thể làm, thì âm là. Hoặc là uy phục thiên hạ, hoặc là lừa gạt thiên hạ. Giờ phút này Ninh Phàm độc thân đối mặt mấy trăm con cá, không khỏi nhớ tới hàng lão ma ân cần dạy bảo. Muốn lấy sức một mình đi săn mấy trăm con cá cũng tốt, muốn lây lực lượng một người sửa luân hồi số mệnh cũng tốt, đều không phải là chỉ bằng một bầu nhiệt huyết liền có thể hoàn thành sự tình nếu như lực không thể bằng thì cần nếu không chọn thủ đoạn sinh mà vì ma có thể lừa gạt có thể đánh lén có thể không nói võ đức duy chỉ có không thể cùng vận mệnh thỏa hiệp mà hắn thân là đạo đức chân quân có linh hoạt đạo đức ranh giới cuối cùng cũng rất hợp lý a à? trong chớp mắt ninh phàm liền muốn ra hơn 10 chủ ý ngu ngốc lừa gạt con cá mắt câu có thể kế hoạch không đuổi kịp biến hóa lại một cái không tưởng tượng được biến cố, trước tại kế hoạch phát sinh. Ninh Phàm không phải cướp được 7.000 âm dương khí, khiến cho thể nội âm dương khí đột phá 10. Không 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 rồi hả? Theo thể nội âm dương khí số lượng tăng vọt, chợt có một tia đốn ngộ xuất hiện tại Ninh Phàm trong lòng, ngộ tính nghịch thiên hắn, tại vô tâm chỗ, ngộ đến một chút giới này đạo pháp. Chỉ một thoáng, Ninh Phàm trong mắt thiên nhân thanh mang lấp lóe, Quanh thân lại có vạn trượng nhật tinh nguyệt hoa quang mang vờn quanh. Âm dương nhị khí ngưng thực sau hình tượng, tức là nhật cùng nguyệt, lúc này ninh phàm quanh thân nhật nguyệt vờn quanh, thần thánh không thể nhìn gần, nho nhỏ tay cá lật một cái, giống như có thể nhiếp nhật ác nguyệt. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là vạn trượng nhật nguyệt quang mang bắt đầu ngưng tụ thành vật gì đó, không ngừng tiêu hao, chỉ mấy cái hô hấp mà thôi, ninh phàm đoạt. Khổ tu mà đến mười không 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 âm dương khí đúng là tiêu hao sạch sẽ tiêu hao hết âm dương nhị khí ngưng tụ thành một tấm giấy vàng giấy vàng sơ là màu vàng nhưng tiếp xúc ngoại giới lập tức phong hóa là thạch thành một tấm tảng đá giấy tảng đá trong giấy giống như phong tồn lấy một chút đạo pháp nhưng không thể trực tiếp quan duyệt mà là cần thủ đoạn đặc thù mới có thể đọc được trong đó nội dung duy nhất có thể trực tiếp nhìn thấy là tảng đá giấy cạnh góc vị trí nho nhỏ số lượng, lấy viễn cổ tiên linh văn tự, viết lấy số lượng 12. Trong cơ thể ta 10. Không 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 âm dương khí biến mất. Ngưng tụ thành một tấm tảng đá giấy. Giấy này, hình như có viễn cổ tiên linh đạo pháp khí tức. Ninh Phàm ngư lông mày nhíu một cái. Thì ra là thế, vật này là viễn cổ tiên linh đạo quyển trong đó một tờ à. Không cũng biết hạn chế mặc dù lớn, Ninh Phàm hay là minh bạch tờ giấy này là vật gì? Trên người hắn dung hợp nghĩ chủ ý thức, đối với tấm này tảng đá giấy, nghĩ chủ hiểu 10 phần kỹ càng. Đối với Ninh Phàm mà nói, tới đây đạo giới chỉ vì luyện hóa âm dương nhị khí, nhưng đối với những khác ngộ đạo giả mà nói, giới này chân chính đồ vật trân quý, nhưng thật ra là dấu tại giới này viễn cổ tiên linh đạo pháp. Người bên ngoài tới đây tinh luyện âm dương khí, chỉ vì cảm ngộ tiên linh đạo pháp nếu là ngộ tính siêu tuyệt hạng người, chỉ cần tại giới này đề luyện ra mấy vạn đạo âm dương khí, liền có tỷ lệ làm cho âm dương khí ngưng tụ tiên linh đạo Pháp tàn trang. Tàn trang có ưu có kém, tốt tàn trang có thể làm cho thánh nhân động tâm, không tốt cũng đủ để khiến tiên đế tranh đoạt. Nhưng mà càng là khao khát, có khi càng khó lấy đạt được vật gì đó. Ninh Phàm ngược lại tốt, hắn đối với cái này giới tiên linh đạo Pháp vô dục vô cầu, thậm chí cảm thấy đến trong đó có hố, có thể đốn ngộ chính là như vậy không nói đạo lý, hắn mới bất quá có được chỉ là 10. Không 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 âm dương khí, lại liền ngưng tụ ra một tờ giấy lộn. Một tấm tiên linh tàn trang. Chỉ một thoáng. Sáu bảy trăm đạo thần niệm hướng ninh phàm khóa chặt mà đến. Tiên vương cửu ly tuy mạnh, nhưng chỉ cẩn tiền lương đúng chỗ, thánh nhân cũng cho ngươi làm phế. Này cửu ly sao mà vận khí tốt? Chỉ mười. Không 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 âm dương khí, liền có thể ngưng ra một tấm tiên linh tàn trang sao. Một chút con cá ước ao ghen tị, lại lòng sinh tham niệm. Là vận khí tốt, hay là này cửu ly ngộ tính viễn siêu thường nhân? Thường nhân mây vạn âm dương khí mới có cực nhỏ tỷ lệ làm được sự tình, này cửu ly chỉ cẩn mười. Không 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 liền có thể làm nên à. Một chút con cá thẩm thang ninh phàm lợi hại, lại lòng sinh tham niệm. Chính là mấy đầu thánh nhân ngư, đều vào lúc này âm thầm khóa chặt Ninh Phàm, nhưng ở phát giác Ninh Phàm lấy được bất quá là chỉ là tờ thứ 12 tàn trang về sau, các thánh nhân lại nhao nhao thu hồi thần niệm. Tờ thứ 12 tiên linh tàn trang, cũng không như thế nào trân quý, bọn hắn đã từng tùng chiếm được, có thể là chính mình tu ra, có thể là từ trong tay người khác giành được, đổi được. Cái này một tấm tàn trang, đối bọn hắn vô dụng, không đáng xuất thủ. Dần dần, lại có không ít con cá thấy rõ ninh phàm tàng trang số thứ tự tiếc nuối không thôi do dự đằng sau thu hồi thần niệm nhưng cũng có bốn năm mươi con cá kiên định không thay đổi tập trung vào ninh phàm một bộ tùy thời chuẩn bị ăn cướp trắng trợn tư thái niềm vui ngoài ý muốn này tàng trang chính là tốt nhất mồi câu kể từ đó cũng là không có khả năng xem như giấy lộn ninh phàm xem thời cơ cực nhanh một phát giác được có rất nhiều con cá khóa chặt chính mình lập tức mắc lộ kinh hy sầu lo thần sắc phức tạp một bộ được tiện nghĩ liền muốn lập tức tách ra kết nối thoát ly giới này dáng vẻ dọa đến những cái kia người không có hảo ý vội vàng thu hồi khóa chặt không dám đem ác ý biểu hiện được quá mức rõ ràng e sợ cho đem ninh phàm dọa chạy về sau đã mất đi ít người đoạt bảo cơ hội gặp người bên ngoài lắng lại ý đồ xấu nguyên bản định thoát ly đạo giới ninh phàm tự hồ lại có chút do dự dù sao ngộ đạo cơ hội mười phẫn khó được, kết thúc quá sớm thực sự có chút không bỏ được. Nhưng cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi đây bị người tính toán. Thế là Ninh Phàm bãi xuống đuôi cá, hướng phía xương trắng chỗ càng sâu bơi đi, tự hồ là muốn tránh đi một cái không ai biết được địa phương, tiếp tục lưu lại giới này điệu thấp ngộ đạo. Ninh Phàm đi xa về sau, tâm hoài tham niệm con cá không có lập tức theo tới, mà là chờ Ninh Phàm bơi ra một cái không gần không xa khoảng cách về sau, mới lặng lẽ đuổi theo. Theo dõi mà đi con cá, chừng 51 đầu, cân nhắc đến cửu ly rất khó đối phó, những con cá này cũng không có lẫn nhau nội chiến, mà là nhìn nhau đằng sau, đã đạt thành ăn ý. Trước cùng nổi lên công chi, đem cái này khó giải quyết cửu ly xử lý, lại đều bằng bản sự tranh đoạt tấm này tiên linh tàn trang. Nếu chỉ có 3 năm con cá, bọn hắn thật đúng là không có tự tin có thể xử lý một cái tiên vương cửu ly. Nhưng nếu là 51 tên tiên tôn, tiên vương, tiên đế, chuẩn thánh cùng nhau liên thủ, này cửu ly tất cầm xuống. Một lúc lâu sau, Ninh Phàm ngư một thân là thương chạy về, thần sắc hoảng sợ, may mắn phẫn hận cực kỳ phức tạp. Những cái kia đuổi hắn mà đi con cá thì cũng không cùng nhau trở về, tự hồ là bị Ninh Phàm phản sát mất rồi, lại tự hồ có nguyên do khác. T. 51 tên vạn cổ chuẩn thánh liên thủ, đều bắt không được một cái tiên vương cửu ly sao. Một chút con cá bị hù dọa. Quá sự, ta vừa mới tại người này tiên linh tàn trang phía dưới, âm thầm làm tiêu ký, nhưng này tiêu ký giờ phút này lại là không cảm ứng được. Thì ra là thế, này cửu ly mặc dù may mắn trốn về, nhưng hắn tiên linh tàn trang lại bị người cướp đi, không tại trên thân. Thấy một lần quả bất địch chúng, người này quả quyết bỏ tiên linh tàn trang, Đương nhiên sẽ không lại bị người vây công. Mặt khác con cá không có trở về, sợ là vì tranh đoạt tàn trang, tử thương hầu như không còn, cuối cùng giành được tàn trang người thì lựa chọn tách ra ý thức giới kết nối rời đi. Cũng không ít con cá xem thấu chân tướng. Nhưng một cảm giác Ninh Phàm lúc này thể nội âm dương khí số lượng, những con cá này lại từng cái sắc mặt không xong. Năm vạn năm ngàn đạo. Trong cơ thể hắn âm dương khí lại gia tăng đến như vậy số lượng. Thì ra là thế, ly này cực kỳ xảo trá. Đối mặt đám người vây công, hắn tự biết không địch lại, quả quyết bỏ qua tàn trang, dẫn tới đám người tự giết lẫn nhau, mà hắn cũng không phải là lập tức thoát đi, mà là âm thầm đánh lén, tại loạn chiến bên trong, phản đoạt người khác âm dương khí, cuối cùng giành được năm vạn năm ngàn đạo. Hắn một thân thương thế, chính là bởi vậy mà tới. Như vậy, hắn mặc dù tổn thất một tấm tiên linh tàn trang, thu hoạch lại ngược lại càng nhiều. Dù sao hắn ngưng tụ tàn trang, cũng chỉ dùng 10. Không 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 âm dương khí mà thôi. Có thể tới nơi đây ngộ đạo, cơ bản đều là danh chấn một phương lão quái, đều là hạng người tâm cơ thâm trầm. Chỉ cần một chút manh mối, bọn hắn liền có thể trở lại như cũ xảy ra chuyện kiện rất nhiều chi tiết. Nhưng nếu là những người này nhìn thấy manh mối, đều là ninh phàm cố ý hiện ra đây này. Chân tướng của sự thật là, Ninh Phàm đem những con cá kia dẫn sau khi đi, xác thực ném ra tiên linh tàn trang làm mồi nhữ, dẫn tới bọn cá tự giết lẫn nhau. Nhưng ở hắn không nói võ đức dưới đánh lén, tất cả con cá đều bị xử lý, không có một đầu đào thoát, tiên linh tàn trang cũng bị hắn đoạt lại. Bọn cá tinh luyện âm dương khí hiệu suất khác biệt, trên người âm dương khí có nhiều có ít, xử lý 51 con cá, Ninh Phàm cũng chỉ cướp được không đạo âm dương khí nhưng Ninh Phàm lại đem đoạt lại tiên linh tàn trang bóp nát, dùng cho ngưng tụ tiên linh tàn trang 10. Không 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 âm dương khí, thế mà bị Ninh Phàm lấy âm dương biến tinh diệu thủ pháp chuyển đổi trở về. Đây cũng là hắn giờ phút này thân có năm vạn năm ngàn âm dương khí từ đầu đến cuối. Bởi vì Ninh Phàm cố ý cấp ra một chút lừa dối manh mối, nơi đây ngộ đạo giả đối với hắn thực lực cũng không có thực sự nhìn rõ, đại đa số người đều không cho rằng Ninh Phàm có thực lực đoàn diệt 51 tên vạn cổ, chuẩn thánh. Như vậy, hắn mới có càng nhiều thao tác không gian, lừa gạt đợt tiếp theo người tiếp tục gài bẫy. Phung phí của trời Ngươi đây là phung phí của trời. Đây chính là viễn cổ tiên linh đạo quyển tàng trang A. Ngươi vậy mà nói bóp nát liền bóp nát. Nghĩ chủ đau lòng không thôi. Nàng xem như trân bảo tiên linh tàn trang, thế mà bị ninh phàm rác rưởi một dạng bóp nát, chỉ vì đem tàn trang chuyển đổi về trân quý âm dương nhị khí. Chỉ có ninh phàm đồ ngốc này mới có thể cảm thấy âm dương nhị khí lại so với tiên linh đạo pháp trân quý đi. Thật sự là lấy gùi bỏ ngọc, lẫn lộn đầu đuôi. Ngươi cùng ta tâm thần tương liên, nên minh bạch ta lo lắng. Nơi đây truyền thừa tiên linh đạo pháp có lẽ có vấn đề, ta không có ý định học. Ninh Phàm ở trong tâm thần giải thích nói ta biết ngươi đối với hồng quân tổ sư có nhiều hiểu lầm nhưng ta có thể làm tổ sư đảm bảo tổ sư lưu tại giới này tiên linh đạo pháp tuyệt không vấn đề nếu có vấn đề chẳng lẽ không phải hố tam giới tất cả tiên linh tu ngươi đem đường đường đạo tổ xem như người nào nghĩ chủ tức giận nói nàng không gì sánh được tôn kính tính ngưỡng vào hồng quân tổ sư đó là nàng xem như sinh mệnh ân sư không cho phép người bên ngoài nói xấu tự nhiên là đem em mờ đạo tổ xem như là cùng ta cũng như thế người tốt a à. ninh phàm là cái gì để cho ngươi có ngươi cũng là người tốt ảo giác nghĩ chủ im lặng ninh phàm cũng không có chứng cứ thực chủ y nơi đây đạo pháp có hố hắn tất cả căn cứ đều đến từ hơn người trực giác cùng bản năng từ không muốn loạn tu này địa tiên linh pháp nhưng cũng không có tiếp tục cùng nghĩ chủ tranh luận tranh luận tạm thời bị gác lại chỉ ở trong ninh phàm tâm chỗ sâu thâm tàn một tia đối với nghĩ chủ đồng tình cùng thương tiếc tại mở ra thiên nhân đệ tam cảnh về sau ninh phàm thấy được quá nhiều nhân quả nhiều đến khó mà diễn tả bằng lời tại hắn nhìn thấy một chút nhân quả bên trong bị nghĩ chủ coi là ân sư hồng quân tổ sư tự hồ cũng không có thực tình đợi nàng ngược lại ở trên người nàng lưu lại một ít bố cục đây là đồng tình nguyên do mà thương tiếc Tại hắn hiểu được kiếm tổ lưu lại mỉm cười là bực nào nặng nề về sau, đối đãi này chút ít cười lúc, hắn nhiều hơn rất nhiều thực tình. Kiếm tổ lưu lại rất nhiều mỉm cười, hóa thành vô số luân hồi ảnh, lấy đủ loại hình thức xuất hiện ở bên cạnh hắn, có chút thành đạo lữ của hắn, có chút thì tại số mệnh ác ý dưới, thành địch nhân của hắn, hắn đỉnh lô. Thậm chí, có khả năng hắn từng giết chóc qua, tổn thương qua một ít trong địch nhân liền có ai là kiếm tổ luân hồi ảnh. Ngàn thế cô mịch một thế tình, nhịn nhìn lạc hồng ép làm bụi, hồng nhan như mây khó cùng nhau phụ, nửa là tri kỷ nửa là địch. Đã từng hắn từng chiếm được một đạo thăm nhân duyên, như vậy quay đầu nhìn lại, càng cảm thấy một câu thành sấm. Ninh Phàm thấy được rất nhiều nhân quả, biết được dài dằn dặt trong tuân hồi, từng có vô số đao kiếm từ phía sau lưng đâm về kiếm tổ, khiến cho nàng thống khổ, khiến cho nàng thụ thương, khiến cho nàng băng lãnh, khiến cho nàng tuyệt vọng. Ninh Phàm chỉ là không cách nào xác định, những đao kiếm này bên trong, phải chăng cũng có một đời nào đó, hoàn toàn không biết gì cả, tự cho mình siêu phàm chính mình. Vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến khả năng này, Ninh Phàm liền cảm thấy không thể thở nổi. Hắn tu hành một thế, lại cho tới hôm nay, mới chính thức minh bạch đối mặt mênh mông luân hồi lúc, một người lực lượng là cỡ nào nhỏ bé cùng vô lực hắn không biết mình là có phải có tư cách chỉ trích những cái kia tổn thương qua kiếm tổ người hắn chỉ biết là hắn không muốn lại nhìn thấy loại sự tình này phát sinh vô luận thánh tử thí luyện Bắc man quốc là chân thật hay là hư giả hắn đều không muốn lại để cho nữ tử kia thất vọng cần thiết hay không bất quá là cùng ngươi cãi lộn vài câu tâm tình của ngươi liền trầm thấp đến trình độ như vậy tâm ý tương thông phía dưới nghĩ chủ chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được ninh phàm giờ phút này tâm tình nặng nề chỉ là dần dần nàng bắt đầu thấy không rõ khiến cho ninh phàm tâm tình nặng nề lý do đến tột cùng là cái gì có thưa thót nhưng kiên quyết không thể nghĩ chỉ lực đem ninh phàm đáy lòng chỗ sâu nhất cảm xúc ẩn giấu đi đó là ninh phàm thôn vệ hoang huyết nhục sau thêm ra tới lực lượng mới mặc dù không nhiều cũng rất thực dụng nếu như địch nhân là không gì không biết số mệnh thì ninh phàm minh bạch Chính mình nhất định phải trở thành mê ngữ nhân, nhất định phải đem suy nghĩ trong lòng toàn bộ phong bế, nhất định phải đầy rẫy trống rỗng, miệng đầy hoa ngôn, hành tẩu ở sinh tử thật giả ở giữa, như vậy mới có cùng quần thánh chư nghịch cùng đài đánh cờ tư cách, mới có thể từ vô tận không có khả năng bên trong tìm kiếm một khả năng nhỏ nhoi hy vọng. Bởi vì hắn giờ phút này hành tẩu mỗi một bước, đều có thể đã bị người tính toán qua hàng ngàn, hàng vạn lần. Đánh cờ, hắn bên dưới bất quá người khác hất bàn, cũng vén bất quá toàn bộ thế giới, cho nên mới cần lừa gạt. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy lời của ngươi nói cũng có một chút đạo lý, ta không nên như vậy võ đoán, trực tiếp bóc nát tờ thứ 12 tiên linh tàn trang. Ta hẳn là đem phía trên nội dung thu sạch ghi chép đằng sau, lại bóc nát. Tu cùng không tu, lựa chọn tại ta, nhưng liền xem như có vấn đề tiên linh đạo pháp, cũng có nó giao dịch giá trị, có thể bán cho người khác, dù cho hố người cũng là đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, tại ta không tổn hao gì. Ninh Phàm nói như vậy. Hứ, hiện tại mới hối hận, khó tránh khỏi có chút đã chậm. Nghĩ chủ tự hồ không muốn Ninh Phàm tâm tình càng hạ hơn, lần này, nàng không có tiếp tục tranh luận đạo Pháp có tồn tại hay không vấn đề, sợ Ninh Phàm lại trở nên pha lê tâm. Ninh Phàm không muộn. Ta vừa mới như thế nào bóc nát tiên linh tàn trang, đằng sau còn có thể như thế nào ngưng tụ trở về nghĩ chủ điều đó không có khả năng viễn cổ tiên linh đạo quyển nó tồn tại giống như đạo kinh không phải nghịch thánh không thể viết sáng tạo chính là giữa thiên địa nhất đẳng chí bảo ngươi không có khả năng khiến cho nát mà phục ngưng ninh phàm ta mặc dù làm không được việc này nhưng tàng trang tiểu thư đã vừa mới đáp ứng ta đồng ý theo giúp ta diễn một trận bị người bóp nát trò hay sau đó nàng sẽ còn tự hành ngưng tụ trở về, việc này ta làm không được, nàng làm được. Dù sao đều làm dạng này chuyện như vậy, nàng cũng không đến mức vi phạm ước định. Nghĩ chủ, không có khả năng. Tại cái này không thể nói thế giới, ngươi không có khả năng cùng ngoại vật giao lưu. Ninh Phàm, cùng nàng thành lập tâm thần kết nối là được rồi. Ngay từ đầu nàng là cự tuyệt, khá cao ngạo đâu. Nhưng tại ta lấy âm dương biến thủ pháp như vậy như vậy, như vậy như vậy 43 lần về sau, nàng hôn mê. Không, nàng đồng ý. Trước dùng một chút không thể miêu tả thủ pháp, khiến cho hôn mê cưỡng ép cùng đối phương thành lập tâm thần kết nối, sẽ cùng đối phương như vậy như vậy, như vậy như vậy vượt qua không thể nói câu thông giao lưu, thành lập ước định. Việc này tuy có độ khó, nhưng cũng rất hợp lý a. À? Lại có không thể nghĩ che lấp việc này nghĩ chủ thậm chí đều không phát hiện được ninh phàm cổng nàng đã làm những gì. Cũng chính là đem toàn bộ ngộ đạo thù ý thức giới làm mê muội mê không quá dễ dàng, nếu không ninh phàm đều muốn. Nghĩ chủ, làm người đi, ninh đại thần tiên. Người ta chỉ là một trang giấy A, ngươi thế mà khi dễ người ta 43 lần, ngươi là ma quỷ sao? Nam Kha, làm người đi, tiểu hữu. Cũng đừng đối với ngộ đạo ý thức giới làm loại chuyện này, nếu không lão phu thật muốn đem ngươi đuổi ra ngoài. 100, không 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 đỉnh lô, chủ nhân chớ có làm oan chính mình. Nếu thật có chỗ cẩn, chúng ta có thể làm thay. Xích về đối với ngươi nói chuyện riêng, ngươi đối với viễn cổ tiên linh đạo quyền tàn trang làm cái gì, lão phu mặc kệ. Nhưng nếu ngươi đối với xích vi lục đạo đạo quyển ra tay, lão phu thà rằng đem ngươi xào thành hạt dẻ. Hắc ma, cho bụi nhỏ, chủ nhân nghịch thiên chủ nhân làm cái gì đều đúng. Tâm thần phòng tán gẫu bên trong, lập tức tràn đầy khoái hoạt khí tức, chỉ có ninh phàm bị hiểu lầm thế giới đã đạt thành. Hắn chỗ nói, kỳ thật bảy thật ba giả, cũng không có thật đối với tiên linh tàn trang làm ra quá phận sự tình. Nhưng chỉ cần làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng việc này, thì việc này liền sẽ trở thành thế gian lưu truyền chân tướng. Ngươi không cách nào chiến thắng một tên nghịch thánh, càng không cách nào chiến thắng quần thánh chư nghịch, số mệnh luân hồi nhưng nếu chỉ là lừa gạt thì như thế nào đâu bởi vì cùng tiên linh tàng trang định ra ước định theo ninh phàm quanh thân âm dương nhị khí phun trào nhật nguyệt quan huy chiếu rọi chợt có một vạn đạo âm dương khí bị tiêu hao hết lần nữa ngưng tụ thành một tấm tiên linh tàng trang cái này kỳ thật vẫn là trước đó tấm kia tàng trang số thứ tự xác nhận 12, mới đúng nhưng bởi vì ninh phàm cùng tiên linh tàng trang từng có câu thông này tàng trang phong tồn đạo Pháp không có thay đổi, số thứ tự lại bị ninh phàm lặng lẽ dê ghi ả à em mờ cạo, đổi thành 43. Đây chính là hắn cố ý bóp nát tàng trang nguyên nhân. Tấm thứ nhất tiên linh tàng trang xuất hiện, bất quá là một cái ngẫu nhiên sự kiện, ai có thể cam đoan có được năm vạn năm ngàn âm dương khí ninh phàm, còn có thể thuận lợi ngưng tụ ra tấm thứ hai tiên linh tàng trang đâu. Nhưng hắn chính là muốn kiến tạo loại ảo giác này hắn tiên linh tàn trang rất dễ dàng bị cướp đi, hắn muốn một lần nữa ngưng tụ mới tiên linh tàn trang cũng rất dễ dàng. Dù cho đây hết thảy cũng chỉ là hoang ngôn, nhưng chỉ cần có con cá nguyện ý tin tưởng việc này là được rồi. Không có khả năng. Tấm thứ nhất tàn trang dễ dàng ngưng tụ, tấm thứ hai độ khó lại biết gấp bội. Này cửu ly có thể lại lần nữa nhận đạo tổ chiếu cố, ban thưởng tàn trang. Một chút con cá ghen ghét lại tham lam. 43. Tiên linh đạo quyển 3.000 trang, trang này đồng dạng tính không được trân quý, nhưng cùng tờ thứ 12 tàn trang so sánh, nhưng lại mạnh rất nhiều, đáng giá lão phu xuất thủ. Một chút con cá tâm động lại tham lam. Chỉ một thoáng, lại có 60-70 con cá chú ý tới ninh phàm động tĩnh, nhưng có trước đó giáo huấn cũng không có trước đó như vậy trắng trợn. Ninh phàm tự hồ 10 phần kinh hỷ, không nghĩ tới chính mình còn có thể lại ngưng tấm thứ hai tàn trang. Có trước đó đau mất tàn trang giáo huấn, giờ phút này trọng bảo nơi tay, hắn một lát đều không muốn ở chỗ này dừng lại, vốn lại không bỏ được gián đoạn quý giá ngộ đạo cơ hội, do dự đằng sau, hướng sương trắng chỗ sâu một phương hướng khác ẩn nút mà đi, dường như trước đó vây công cho hắn tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý. Bọn cá tất cả cẩn thận rất nhiều, chuyện lúc trước, hay là để một chút con cá đoán được ninh phàm xảo trá, nhóm người mình M4D gồ lấy đối phương tiên linh tàn trang đối phương sợ cũng em mờ, ưu đê ồ nhóm người mình âm dương khí. Nhưng cân nhắc đến lúc này Ninh Phàm đã lạc bản thân bị trọng thương, muốn phục khắc trước đó ngư ông đắc lợi, cũng không có khả năng quá lớn. Cuối cùng vẫn có 77 con cá theo đuôi Ninh Phàm mà đi. Một lúc lâu sau, Ninh Phàm hơi thở mong manh, chạy về, tiên linh tàn trang lại, tạch, trên người âm dương nhị khí cũng chỉ thừa không đạo, không chỉ có không có thêm ra, ngược lại giống như là bị người đoạt đi không ít, tương đương thê thảm, đáng thương. Tình huống thật lại là, lần này hắn xê cướp được càng nhiều âm dương khí, tổng thể số lượng đạt đến 13 vạn đạo. Nhưng mà binh giả quỷ đạo giả, thực tắc hư chỉ, hư thì thực chỉ. Binh phàm đem đại đa số âm dương khí giấu đi, ra vẻ thảm đạm bộ dáng, như vậy mới phù hợp tâm lý mọi người mong muốn. Tự nhiên cũng có người nhìn ra sự tình kỳ quặc. Nhưng khi ninh phàm lần thứ ba ngưng tụ ra tiên linh tàn trang, lại lần này số thứ tự thế mà còn là 204 lúc, vẫn là có người nguyện ý đi về hướng núi hổ. 35 con cá theo dõi ninh phàm mà đi. Một lúc lâu sau, lại chỉ còn ninh phàm mạng sống như treo trên sợi tóc trở về. Khi ninh phàm lẫn thứ tư ngưng tụ ra tiên linh tàn trang lúc, thánh nhân cũng sắp ngồi không yên. Lần này, ninh phàm đồng thời ngưng tụ ra hai tấm tàn trang một tâm là giả, hắn tiện tay sửa lại cái 365 số thứ tự, một tâm khác thì là thật, số thứ tự 1.000 cả. Viễn cổ tiên linh đạo quyền tổng cộng có 3.000 trang, trong đó, trước 1.000 trang thu nhận sử dụng lây tiểu thừa tiên linh đạo Pháp, bên trong 1.000 trang thu nhận sử dụng lấy trung thừa tiên linh Pháp, sau 1.000 trang thu nhận sử dụng lấy đại thừa tiên linh Pháp. Mà Ninh Phàm lần này ngoài ý muốn ngưng tụ ra thứ 1.000 trang tiên linh tàn trang, thì ở vào một cái mười phẩm mẫu chốt vị trí tuy thuộc tại tiểu thừa tiên linh pháp nhưng là tiểu thừa bên trong mạnh nhất một tờ chính là thánh nhân cũng khó tránh khỏi có chút động tâm có thể thánh nhân sao mà nhãn lực như thế nào nhìn không ra ninh phàm làm việc rất có kỳ quặc nếu như ninh phàm dễ đối phó thì cũng thôi đi nhưng là một cái quỷ kế đa đoan cửu ly mạnh như thủy thánh cũng không có hoàn toàn chắc chắn xử lý ninh phàm trầm ngâm đằng sau mấy tên thánh nhân tất cả đều dập tắt tham niệm, quyết định lại quan sát một chút, nhìn xem Ninh Phàm còn có thể làm ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Nếu như bọn hắn đoán làm thật, chỉ sợ trước đó con cá toàn bộ gặp này cửu ly độc thủ, giờ phút này trên người hắn không chỉ có có dấu rất nhiều âm dương khí, càng nắm giữ ròng rã năm tấm tiên linh tàn trang. Như lại bỏ mặt một hai, ly này sợ là còn có thể cướp bóc càng nhiều âm dương khí, tu ra càng nhiều tiên linh tàn trang bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, đến lúc đó lại ra tay, ít lợi lớn nhất, cũng ổn thỏa nhất. Mấy vị thánh nhân tự giác xem thấu hết thảy, kỳ thực phản ứng của bọn hắn, còn tại ninh phàm kế hoạch bên trong. Vượt qua ninh phàm kế hoạch, là tấm này đột nhiên xuất hiện thứ một ngàn trang tiên linh tàn trang. Cũng may ninh phàm đã sớm cân nhắc qua ngẫu nhiên ngưng tụ ra tấm thứ hai tiên linh tàn trang khả năng, tự có cách đối phó, lại mặc dù sự tình nháo đến không cách nào kết thúc, trước lấy thánh nhân vây công, hắn cũng đã kiếm được bồn đầy nồi đầy, tùy thời thoát ly ngộ đạo thủ kết nối đều không lỗ, chưa hẳn nhất định phải đem nơi đây con cá một mẻ hốt gọn không thể. Mà tại cái này cho dù là thánh nhân cũng đang âm thầm tính toán thời khắc, toàn trường chỉ có một người, từ đầu đến cuối không có đối với ninh phàm tiên linh tàn trang sinh ra mảy may tham niệm. Đó là một cái muốn thành thánh âm dương ngư, trong mắt giống như cất giấu nguyên một phiến tự ý dạt vào tinh không, âm thầm xem thấu hết thảy. Cá này không phải người bên ngoài, chính là ta nhất thời không xê, cướp đi bắt cực sơn đằng sau, bế quan nhập thánh tử vi ma quân. Ngộ đạo ý thức giới không nhận thời gian, không gian trói buộc, cùng cổ quốc giao dịch trận đồng nguyên, cũng có thể kết nối thời không khác biệt. Thế là, rất nhiều vốn không khả năng xuất hiện gặp nhau, ở nơi này có khả năng. Nhưng ở không cũng biết che lấp lại, không người có thể khám phá loại này gặp nhau, cũng không người có thể đánh loạn số mệnh an bài hết thảy tồn tại sự tình, đều là số mệnh tính toán sau hợp lý. Vì cầu hoàng Mỹ thành thánh, tử vi ma quân lựa chọn thỏa hiệp, hắn đồng ý tiếp nhận chư nghịch cho hắn an bài tiên linh lộ, nhưng lại tại thành thánh thời khắc mấu chốt vụn trộn kết nối ngộ đạo thụ, ý đồ âm thầm đền bù tiên linh lộ thiếu hụt. Ngộ đạo thụ ý thức giới là đặc thù, chính là nghịch thánh cũng khó có thể tính toán tường tận chuyện trong đó, như vậy liền cho tử vi sửa vận mệnh khả năng. Người bên ngoài tiến vào giới này, đều là vì lĩnh ngộ giới này tiên linh pháp, nhưng hắn khác biệt, hắn tới nơi đây, không thành tiên linh pháp. Hắn càng sẽ không đối với ninh phàm trong tay chỉ là tàn trang lòng sinh tham niệm, bởi vì hắn trong tay, sớm đã có được hoàn chỉnh viễn cổ tiên linh đạo quyển. Nói là hoàn chỉnh, kỳ thật cũng bất quá là bị người sửa qua tàn thứ phẩm thôi, hắn tịnh không để ý. Này đạo giới duy nhất có thể làm hắn quan tâm, chỉ có cái nào đó truyền thuyết một cái liên quan tới viễn cổ tiên kình truyền thuyết vô nhai hải sứ giả viễn cổ tiên kình nếu có thể tìm tới nó liền có thể tìm tới vô nhai hải bản nguyên chi hải cũng ở nơi đó nhìn qua hoàng mỹ vô khuyết tiên linh truyền thừa thái sơ chi quyển liền đắm chìm ở nơi đó việc này giấu giếm được đại đa số nhưng không giấu giếm được người hữu tâm chém ma linh tu tiên linh là ta cùng thế giới thỏa hiệp nhưng ta sở tu tiên linh chưa hẳn phải có chỗ không trọn vẹn. Khoảng cách viễn cổ tiên kình xuất hiện ở đây, còn có nửa ngày. Đây là ta mấy ngàn vạn lần tính toán kết quả, trong đó càng có ta rất nhiều bố cục âm thầm thúc đẩy việc này, dù có sai sót cũng tuyệt không nhiều. Tiên kình nhất định sẽ xuất hiện, chỉ có như vậy, ta chi tiên lộ mới có thể viên mãn. Nhưng, ngấp nghé vô nhai hải bản nguyên, không chỉ có ta, còn có bắt đầu tiên tu. Một khi ta có hành động dù cho thân ở không cũng biết thế giới vị kia tiên hoàng chỉ sợ vẫn là sẽ phát giác được tiên kình dị biến không có lẽ bắt đầu tiên hoàng đã sớm vì thế lần tiên kình xuất hiện làm ra bố cục nơi đây bốn vị thủy thánh bên trong có lẽ liền có một nhị thánh người là bắt đầu tiên tu sẽ không vượt qua ba người bởi vì tiên kình không cho phép tử vi ma quân âm thầm suy tính lấy bốn cái thánh nhân ngư thân phận nhưng ở không cũng biết ảnh hưởng dưới tự nhiên tính không ra cái gì hữu dụng tin tức. Nửa ngày sau, Ninh Phàm hoàn thành lần thứ 9 gài bẫy, giới này con cá cũng đã bị hắn lừa gạt giết 450 năm chỉ, đến lúc này, sẽ không có gì sửa ngư tin tưởng Ninh Phàm âm mưu. Nhưng mà ăn ý là, tất cả con cá đều đối với Ninh Phàm âm thầm tập trung vào, một khi Ninh Phàm ý đồ thoát ly kết nối, lập tức liền sẽ có người từ bên cạnh ngăn cản. Cái này cửu ly xử lý nhiều người như vậy, trên thân chí ít có ba bốn mươi vạn âm dương khí, tiên linh tàn trang cũng có mười ba tấm nhiều, thật vất vả vỗ béo người này, không thể thả hắn rời đi. Kỳ thật ninh phàm trong tay tiên linh tàn trang chỉ có năm tấm, số thứ tự theo thứ tự là mười hai, một nghìn, một nghìn hai trăm, một nghìn năm trăm, một nghìn tám trăm, nhưng hắn bóp nát tiên linh tàn trang âm mưu không có bị người xem thấu. Vẫn là có người tin tưởng Ninh phàm giờ phút này nắm giữ 13 tấm tàn trang. phàm là đúng trăm trang, đều là mấu chốt tàn trang, trong tay người này mấu chốt tàn trang rất nhiều, trong đó càng có trung thừa ở trong đều tính trân quý đệ nhất 1.800 trang, đáng giá lão phu xuất thủ. Hai đầu thánh nhân ngư đã âm thầm khóa chặt ninh phàm, tùy thời chuẩn bị ăn cướp trắng trợn. Nhưng cũng có hai đầu thánh nhân ngư mặc dù mười phần ý động, nhưng lại có chút không quan tâm, ánh mắt nhìn chung quanh, giống như sầu lo lấy cái gì chuyện trọng yếu hơn. Giới này âm dương khí nồng độ bắt đầu biến hóa, nhưng cái này sao có thể? Viễn cổ tiên kình tại sao lại sớm ngày 12 xuất hiện? Quả thật gọi tiên hoàng nói trúng. Có tặc tử trong bóng tối mưu đồ viễn cổ tiên kình. Hai vị này thánh nhân, đều là bắt đổ tọa hạ thánh nhân, tuy là tới đây ngộ đạo, đồng thời cũng có trong coi lần này tiên kình tuần hành chức trách. Việc quan hệ viễn cổ tiên kình, nhị thánh lại trong mà thèm ninh phàm trên người bảo bối, cũng không tốt ở đây khẩn yếu quan đầu buông xuống trên thân chức trách, cuối cùng lựa chọn không nhìn phân tranh xa xa né ra không có cuốn vào sự cố ý đồ đây cũng là để ninh phàm cảm thấy ngoài ý muốn vốn cho rằng âm mưu cuối cùng một màn chính mình sẽ chọc cho đến bốn tên thánh nhân liên thủ vây công mà hắn từ không phải bốn tên thánh nhân đối thủ lại có mười phần lòng tin toàn thân trở ra nhưng dưới mắt cố ý vây công chính mình tự hồ chỉ có hai vị thánh nhân kịch bản phải chăng cần sửa lại đâu phàm là thay cái trường hợp Ninh Phàm đều không cho rằng chính mình có thể lấy một địch hai, đối kháng hai vị thánh nhân. Có thể trải qua nhiều như vậy chiến đấu, Ninh Phàm sớm đã biết rõ vì sao hắn có thể tùy tiện miễu sát đại tu. Cửu Ly Dung hợp cửu ly ý thức chính mình, có thể tại giới này phát huy ra sức chiến đấu gấp 10 lần, người bên ngoài công kích mình, thì sẽ không duyên cớ suy yếu chính phần. Một tăng một giảm phía dưới, chính là thánh nhân đối đầu chính mình, sợ cũng chỉ có thể phát huy một phần trăm tiêu chuẩn đương nhiên liền xem như một phần trăm thánh nhân cũng không phải chính mình có thể tùy tiện người giả bị đụng nhưng mình còn có một cái khác trọng yếu giúp đỡ đâu nghĩ chủ phía bên mình cũng có thánh nhân tương trọ đáng tiếc là nghĩ chủ chỉ là một sợi thánh nhân tàn hồn lại chỉ là mười kỷ thánh nhân mà cái kia hai cái không có hảo ý thánh nhân đều là mấy chục kỷ trở lên cao thâm tư vì nghĩ chủ dám xem thường bản cung 10 kỹ tu vi, vậy bản cung đi. Ninh Phàm, ngươi đoán sai. Nếu ngươi thương thế khôi phục, đương nhiên sẽ không bại bởi hai người kia một phần trăm không đến thực lực, ta đối với ngươi rất có lòng tin. Nghĩ chủ, hứ, bản quan cẩn lòng tin của ngươi sao? Nhưng nể tình ngươi trợ bản quan chữa thương phân thượng, việc này bản cung giúp một tay cũng không phải không được. Sau khi chuyện thành công, nhị thánh trên thân âm dương khí, ngươi ta chia năm. 5. Lấy nghĩ chủ chính mình tinh luyện âm dương khí tốc độ, tất nhiên là còn thiếu rất nhiều lấy ra chữa thương, nhưng ai gọi Ninh Phàm tại giới này đoạt mấy chục vạn âm dương khí đâu. Trước đó sớm đã phân ra 100. Không 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 đạo âm dương khí trợ nghĩ chủ chữa thương, tương đương khẳng khái, khẳng khái đến làm cho nghĩ chủ như có gai ở sau lưng, rất không quen. Nhưng lần này, Ninh Phàm khẳng khái mở hầu bao, cũng không phải là vì đạt được nghĩ chủ hồi báo hắn tâm tư càng ngày càng thâm trầm nghĩ chủ căn bản không rõ bây giờ ninh phàm suy nghĩ cái gì rõ ràng cùng nhau đi tới đều là địch nhân coi như đã trải qua rất nhiều sự tình về sau hai người quan hệ có chỗ hòa hoãn nhưng ở chung thời điểm hay là lấy lợi tương giao thời gian càng nhiều nghĩ chủ không hiểu thấu đột nhiên đối với ta như vậy ôn nhu quả nhiên vẫn là quá kỳ quái ninh phàm thật xin lỗi lần sau ta sẽ đối với ngươi hỏng một chút giống đối với tấm kia tiên linh tàn trang như thế. Nghĩ chủ, ngươi, ngươi dám. Hừ, còn tưởng rằng ngươi thành người tốt, quả nhiên vẫn là một tên hỗn đảng. Hắc ma, không cho phép ngươi nói chủ nhân nói xấu. Chủ nhân cũng cho hắc ma 50, không 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 âm dương khí, chủ nhân thật ôn nhu. Hắc ma thật hạnh phúc. Chủ nhân chủ nhân, hắc ma huyết mạch giống như tăng lên một chút xíu. Cho bụi nhỏ, ô ô ô, ta quá yếu, chỉ ăn đến bên dưới 3.000 đạo âm dương khí, ta cái gì đều làm không được. Nấc 100 không đỉnh lô, chủ nhân chủ nhân, chúng ta tu vi tăng lên thật nhiều, xá lợi tương liên, chủ nhân tu vi có hay không cùng nhau tăng lên đâu. Rõ ràng bị gần 200 con cá bao vây, trong đó càng có hai đầu thánh nhân ngư, nhưng ninh phàm nhưng không có bất luận cái gì bị vây quanh cảm giác. Cũng không phải là các ngươi đem ta bao vây, mà là ta mang theo mười mấy vạn nữ nhân đem bọn ngươi bao vây tại cái này không thể nói thế giới dây kiếp người đoạt bảo đều là trực tiếp xuất thủ đối thoại không có chút ý nghĩa nào tên là ngư phù thánh nhân ngư một tấm miệng cá cuồn cuộn hồng thủy lập tức từ trong miệng phun ra hướng ninh phàm bao phủ mà đến hồng thủy bên trong ẩn ẩn có một cái thanh đồng cổ quốc hư ảnh huyển hóa sinh diệt lấy cái kia hồng thủy không phải mặt khác rõ ràng là thánh này trực tiếp tế ra tự thân tinh huyết xem như thủ đoạn công kích. Thánh này kế thừa thuộc sơn thị bất tử thần tầm huyết mạch, tỉnh huyết vô cùng vô tận đồng thời, càng có thần tầm kịch độc dấu tại máu bên trong, tùy tiện một giọt tinh huyết cũng có thể độc chết tiên đế, mà nếu đem tự thân tỉnh huyết đại dương mênh mông giống như tế ra, thánh nhân cũng không dám lâm vào trong đó, một phương giới đều có thể bị máu độc dung xuyên. Lão phu một thân thủ đoạn đều tại nhục thân, pháp thuật không phải ta sở trường, nhưng nếu chỉ là diệt sát một cái tiên vương cửu ly, chỉ bằng một thân tỉnh huyết đã là đầy đủ. Ngư phù thánh thẩm nghĩ trong lòng. Dù cho đối mặt cửu ly, thuật này uy năng mười phần sẽ giảm đi chín phần, vẫn là có thể so với năm kỹ thánh nhân một kích chỉ uy. Nếu là ninh phàm tự mình ra tay, sợ thật muốn toàn lực xuất thủ đối đãi một kích này. Nhưng bây giờ, là bản cung nhảy múa thời gian. Ninh tiểu phàm, ngươi lui ra đi có ninh phàm tương trọ, nghĩ chủ thương thế khôi phục không ít, nàng mạnh lên, cũng bành trướng, bắt đầu ở tâm thần bên trong đối với ninh phàm la lối ông sòm đi lên. Nàng lúc này, trong thời gian ngắn có thể phát huy ra có thể so với một kỹ thánh nhân thực lực, thời gian dài liền sẽ suy yếu thành nửa kỹ thánh nhân. Nhưng bởi vì có cửu ly tăng thêm, một kỹ công kích đánh đi ra, thế nhưng là có thể so với 10 kỹ. Bản cung tình cảnh hiện tại, cùng toàn thịnh khác nhau ở chỗ nào? hàng mục đông lạnh trời. Bị nghĩ chủ tiếp quản thân thể Ninh Phàm Ngư, hiện tại là nghĩ chủ ngư, nghĩ chủ ngư không làm bất kỳ động tác gì, con mắt sinh băng mang, hàng mục nhìn lên trời, trực tiếp liền đem ngư phù thánh huyết hải đông kết, khiến cho trong biển máu kia thanh đồng cổ quốc hóa thành hàng băng quốc độ, ngay cả ngư phù thánh bản thân đều bị đông cứng thành một đầu băng điêu cá, trong lúc nhất thời không thể động đậy, nội tâm kịch chấn. Này cửu ly xuất thủ chính là thánh nhân thủ đoạn, ngươi nói với ta hắn là tiên vương không tốt ta sơn hải bị người này một ánh mắt đông kết ý thức biến thành âm dương ngư thân càng là tại người này ánh mắt phía dưới khó mà động đậy muốn bị hắn một kích sau đó đánh trúng ngư phù thánh khó có thể tin hắn là thể tu không am hiểu đấu pháp nhưng hắn đến cùng cũng là thánh nhân không có khả năng so bước thứ hai thi pháp trình độ yếu nhưng mà sự thật lại là đối phương đối với thần thông pháp thuật tinh diệu thao tác, tại phía xa trên hắn. Một chút thi thuật lúc thủ pháp chi tiết, đục không giống bình thường thánh nhân có thể có được, càng giống là tiếp thụ qua nghịch thánh dốc lòng chỉ đạo. Người này nhất định là từng chiếm được nghịch thánh chân truyền. Ngư phù thánh thầm nghĩ. Nghĩa thanh lôi pháp. Một kích đông kết ngư phù thánh, nghĩ chủ ngư tay như điện, trong nháy mắt tế ra một trăm không 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 lôi pháp muốn cho đối phương bổ chút tổn thương. Nhưng lại phát giác được phía sau có mấy danh chuẩn thánh muốn đánh lén, không thể không quay lại thế công, chuyển tay đem lôi pháp hướng sau lưng đánh tới. Chỉ một thoáng một trăm. Không 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 thánh lôi đánh rớt, mấy cái ý đồ đánh lén không may chuẩn thánh trong nháy mắt thành cho bụi, dư ba lại một đường quét ngang, một đường oanh sát hơn mười tiên đế, chuẩn thánh. Chúng con cá trợn tròn mắt, đây là ta có thể gia nhập chiến đấu sao? Đã nói xong tiên vương cửu ly, làm sao sức chiến đấu giống như là thánh nhân cửu ly một dạng bưu hãng. Trốn. Bình thường con cá nào còn dám ở chỗ này lưu lại, nhau nhau muốn tách ra kết nối, thoát đi giới này. Có thể nghĩ chủ chỉ là một cái ánh mắt băng lạnh, tất cả con cá đều bị đông cứng thành khối băng. Ngay cả thánh nhân ngư cũng khó khăn ngăn trở chiêu số, những cá con này mầm làm sao có thể đủ ngăn cản. Hàng mục đông lạnh trời, khủng bố như vậy các ngươi âm dương khí, có thể có một nửa thuộc về bản cung, một cái cũng đừng hòng đi. Nghĩ chủ trong lòng kinh thường nói. Trong lật tay lại lần nữa tế ra lôi pháp, một trăm. Không 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 thánh lôi không khác biệt công kích tới tất cả đóng băng con cá, ngay cả ngư phù thánh đều tại công kích bên trong. Phàm là có con cá bị đánh giết, chỗ tinh luyện âm dương khí liền sẽ bị nghĩ chủ lấy đi, không có cái gì so giết người đoạt bảo vui vẻ hơn sự tình. Lại tại lúc này, từ đầu đến cuối không có xuất thủ một đầu khắc Thánh Nhân ngư, động thủ. Nàng một mực không có tham chiến, cũng không phải là sống chết mặt bay, mà là tại tiếp xúc pháp lực, muốn thi triển một thức cực kỳ cường đại trận pháp. Chưởng vạn viêm sát linh. Tên là Thái cổ Thánh Hỏa ngư tộc lão ẩu, đem 47 kỹ pháp lực ngưng tụ tại trong miệng, hóa thành núi lửa nham tương phun ra. Trong nham tương lại có vô số tướng mạo xấu xí hỏa thuần bay ra, hỏa thuần kết thành đại trận trận đồ theo khổ tập diệt đạo bốn chữ sắp xếp có không hết sinh sát chỉ năng chính là hóa ngư bộ tộc chí cao trận pháp trận này vừa hiện trong nháy mắt liền đem nghĩ chủ khốn nhập trong đó triển khai vô tận giết chóc nhưng nghĩ chủ sớm phòng bị vị thánh nhân thứ hai đánh lén âm thầm đã đem tự thân đạo linh kết giới triển khai đúng là tại cái kia vô tận giết chóc bên trong không mảy may tổn hại lại lật tay một cái biến hóa ra một trăm không 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 quan nghĩ hình bóng, chỉ hơn 10 cái hô hấp, liền đem hóa thuần trận đồ gặm ra vô số lỗ hổng. Nhưng nghĩ chủ cuối cùng vẫn là bị vây chút thời gian, không thể cho ngư phù thánh người bổ chút tổn thương, đợi đến nàng giảng hỏa thuần trận đồ công phá, ngư phù thánh cũng từ trong băng phong giải thoát, cùng thái khổ thánh chính thức liên thủ. Nhị thánh mặc dù không thể nói, nhưng chỉ cần một ánh mắt, liền có thể đạt thành mặt khế, này cửu ly quá mạnh, không phải hai người chúng ta liên thủ, không thể chiến thắng Nhị thánh liên thủ phía dưới Nghĩ chủ lại không ưu thế Chỉ có thể thoảng qua chiên cái ngang tay Nhưng mà thánh nhân đấu pháp thanh thế sao Mà to lớn Tùy tiện một cái dư ba truyền ra Đều sẽ đem những cái kia bị đông cứng con cá đánh nát Âm dương nhị khí tứ tán Chính là lẫn mất cực xa Hai tên bắt đổ thánh nhân Đều bị dư ba cuốn vào mấy lần Thần sắc đều là không vui Nhưng vẫn là lấy đại cục làm trọng Không muốn cuốn vào thị phi lẫn mất càng xa hơn. Đồng dạng bị dư ba trùng kích đến, còn có tử vi ma quân. Lấy bản lãnh của hắn, dù chưa thành thánh, lại không đến mức bị thánh nhân dư ba gây thương tích, nhưng vẫn là ánh mắt thâm trầm, âm thầm nhớ kỹ nơi đây nhân quả. Bất tử thần tầm, hỏa ngư tộc, cửu ly. Nếu ngươi các loại dám nhiễu ta mưu đồ viễn cổ tiên kình, ngày sau ổn thỏa thanh toán. Nghĩ chủ đang chiến đến thống khoái, nàng đã có rất nhiều năm, không có trải nghiệm qua toàn thịnh lúc tư thái lại tại lúc này một đạo trầm thấp cổ lão kình minh thanh âm bỗng nhiên vang lên cũng tại đạo giới bên trong quanh quẩn tại cái này không thể nói thế giới lại có sinh linh gì có thể phát ra kêu to khiến cho người không thể tưởng tượng kình này âm thanh hình như có trấn tâm lý khí vô thượng thần hiệu vừa nghe âm thanh này nghĩ chủ chỉ cảm thấy trong lòng chiến ý đều bị lắng lại tất cả lo nghĩ đều bị chữa trị toàn thân vì đó buông lỏng chỉ muốn hóa thành một cái con cá, rời xa cuồng cuộn hồng trần, từ đây trở về biển hồ, không hỏi thế sự. Đồng dạng bị kình âm thanh trấn tĩnh, còn có ngư phù thánh cùng thái khổ thánh, đối mặt kình này minh thanh, không người nào có thể phát lên chiến ý, vọng động can qua, chỉ vì kình này minh thanh bên trong, có vô thượng nghịch thánh đạo Pháp ở trong đó lưu chuyển. Không thể chiến. Nếu ta không cho phép, thì thế gian vĩnh viễn không chiến hỏa tại không thể chiến lực lượng buộc phía dưới, nguyên bản đánh cho chính vui mừng nghĩ chủ các loại cá, đúng là cưỡng ép dừng binh thôi đấu, không có khả năng tái chiến. Đạo giới bên trong, không có thiên địa phân chia. Nhưng ở bầu trời kia vốn nên tồn tại vị trí, vô tận kim quang đột nhiên vẫy xuống, cũng từ trong kim quang, bơi ra một cái so tỉnh không càng lớn ngũ sắc cự kình. Cá voi mắt trái là mặt trời, mắt phải là trăng, thể nội thì là vô tận tinh không. Trên người của nó lưng đeo vô số phong hóa là thạch thành quách, thành quách bên trong, lại có mấy không hết ngộ đạo giả ở trong đó biến thành tượng đá, chính là thánh nhân tượng đá đều tồn tại một chút. Cá voi quên lãng hết thảy, chỉ mờ mịt ca hát lấy, phát ra cổ lão kình minh, an ủi thế nhân bi thương cùng phẫn nộ, khiến cho đám người dừng binh ngưng chiến thủ phạm, chính là kình này. Đây là, viễn cổ tiên kình. Nghĩ chủ, ngư phù, thái khổ đều là ánh mắt chấn động, tiếp theo cùng hỉ bắt đầu nhị thánh tử vi ma quân thì tại lúc này thần sắc ngưng trọng lên cơ hồ là tiên kình hiện thân trong nháy mắt tất cả con cá đều không để ý hết thảy hướng tiên kình bơi đi trừ ninh phàm thân thể một lần nữa bị ninh phàm tiếp quản nghĩ chủ ngược lại là rất muốn đuổi theo tìm tiên kình nhưng lại bị ninh phàm ngăn trở ngươi làm gì ngăn cản ta đuổi theo đây chính là viễn cổ tiên kình a ngươi đến cùng có biết hay không việc này ý vị như thế nào? Nghĩ chủ bó tay rồi, không rõ Ninh Phàm vì sao muốn tại thời khắc mấu chốt hỏng nàng chuyện tốt, rõ ràng đuổi kịp viễn cổ tiên kình về sau, nàng tại Ninh Phàm đều có chỗ tốt cực lớn. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy kình này đang hát thứ gì sao? Kình này đã không ngừng cảnh cáo, không cho phép bất luận kẻ nào đuổi theo nó. Ninh Phàm mới càng im lặng. Trước mắt cái này mạnh đến mức nghịch thiên viễn cổ tiên kình đã không ngừng cảnh cáo, "Tầm Hải Giả, ban thưởng ngươi vừa chết, ngươi còn muốn đầu sắt đuổi theo, ngươi liền hô một tiếng kình minh đều gánh không được, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được nó?" Đuổi theo chịu chết sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi nghe hiểu được tiên kình kình minh? Nghĩ chủ chấn kinh. Ngươi nghe không hiểu sao? Thì ra là thế. Nguyên lai nơi đây không ai có thể nghe hiểu viễn cổ tiên kình tiếng ca chỉ có vạn vật câu thông hắn có thể nghe hiểu cho nên cái kia tại hắn nghe tới như khóc như tố giống như cổ lão vương quốc sử thi ca dao tại người bên ngoài trong tai chỉ là kêu to à một cái ngay cả giấy vệ sinh đều không buông tha nam nhân thế mà ngược lại ta phía dưới hắn có mau bệnh đi trong phòng tán gẫu những cái kia đi theo phơ, chủ nhân nói rất đúng, nghĩ chủ phía dưới, chủ nhân ta yêu ngươi, quên nữ nhân kia ta nuôi dưỡng ngươi. Các nữ nhân, toàn bộ các ngươi có. Mau. Bệnh. Đi. Đến cùng ai phía dưới, trong lòng các ngươi không có đếm sao. Ninh phàm, mắng nửa ta, coi như không mang theo ngươi nhìn tiên kình. Tâm thần tương liên đâu, vụng trộm mắng cũng nghe được đến. Nghĩ chủ rất muốn hồi phục, rõ ràng là ngươi trước mắng ta phía dưới, ngươi thậm chí mang theo 100. Không 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 nữ nhân bạo lực internet ta, ta đường đường thánh nhân thế mà mắng bất quá một bầy kiến hôi ta thật sự là Hồng Quân Thánh Tông sĩ nhục. Có thể nàng thật sự muốn đi tiên kình trên lưng nhìn một chút. Có việc cầu người nàng, chỉ có thể cắn răng một cái, vĩ khúc cầu toàn. Khi Ninh Phàm đuổi kịp tiên kình, leo lên lưng cá voi lúc, tử vi các loại con cá sớm đã đổ bộ có không thể chiến lực lượng chế ước tất cả mọi người không cách nào đánh nhau chết sống thậm chí lẫn nhau không cách nào áp sát quá gần ngay cả ác ý đụng vào đều làm không được lại có viễn cổ tiên lực không ngừng hướng phía đám người cọ rửa mạnh như thánh nhân đều khó mà chống lại cấp độ kia quy mô tiên lực thân cá phía trên hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu xuất hiện hóa đá dấu hiệu tử vi ngư trên thân hóa đá trình độ ít nhất chỉ ở đuôi cá chỗ xuất hiện chút ít đống đá giống như cũng có được cùng ngũ phẩm chí dương đồ vật tương quan thủ đoạn. Thứ yếu là hai đầu bắt đầu thánh nhân ngư, hai con cá này trên thân xuất hiện đống đá so tử vi ngư muốn bao nhiêu, nhưng còn tại có thể áp chế phạm trù, hiển nhiên nhị thánh cũng có riêng phần mình biện pháp đối kháng viễn cổ tiên lực. Nhưng ngư phù thánh cùng thái khổ thánh cũng có chút đáng thương, giờ phút này đã có một phần ba thân thể hóa thành tảng đá, bị tiên lực ăn mòn mười phần nghiêm trọng. Này nhị thánh đối với viễn cổ tiên kình xuất hiện có thể nói là không có chút nào chuẩn bị, hoàn toàn là ôm ngẫu nhiên gặp tâm tình leo lên lưng cá voi, nhưng mà trèo lên một lần bên trên lưng cá voi, bọn hắn liền hối hận. Truyền thuyết căn bản không nói, leo lên lưng cá voi sau sẽ bị thánh nhân khó cản viễn cổ tiên lực công kích. Lại một khi thân thể hóa đá vượt qua trình độ nhất định, lại bị tiên lực định tại lưng cá voi phía trên, như trúng định luân hồi đồng dạng, lại không cách nào rời đi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể một chút xíu biến thành tảng đá không thể động đậy cái này hóa đá hẳn là chính là trong truyền thuyết tiên kình thí luyện sao như trước đó không có chuẩn bị thí luyện này thế mà đủ để tùy tiện xử lý thủy thánh ngư phù thánh âm thầm kêu khổ hối hận không kịp may mắn chính là ý thức giới bên trong tử vong tại bản thể tổn thương không lớn giới này mặc dù hóa đá mà vong bản thể của hắn lại biết tại trong thế giới hiện thực say chuyển tổn thất không lớn còn may là tại ý thức giới gặp được tiên kình nếu là ở bên ngoài gặp được hắn coi như thật chết rồi viễn cổ tiên kình cũng không phải là chỉ ở ý thức giới xuất hiện thế gian tất cả địa điểm đều có thể là tiên kình tuần hành chi địa từ cũng có người tại thế giới hiện thực gặp được tiên kình giờ phút này ngư phụ thánh con mắt đều có hóa đá dấu hiệu nhưng vẫn là miễn cưỡng di động ánh mắt Đảo qua nơi đây vô số tượng đá, cũng tại một chút thánh nhân trên tượng đá ánh mắt dừng lại. Trừ âm dương ngư hình dạng tượng đá, trên lưng cá voi còn có rất nhiều hình người tượng đá, hiển nhiên là chết tại thế giới hiện thực người. Chết bởi hiện thực người, vĩnh viễn không có cơ hội cáo tri người khác viễn cổ tiên kình đáng sợ. Chết tại ý thức giới người, lại có cơ hội đem tiên kình chân thực tình báo truyền đạt cho người khác. Nhưng mà xối qua mưa người, chưa hẳn liền nguyện ý vì người khác đưa dù, thậm chí có người ước gì người khác cùng một chỗ gặp mưa. Ngày sau gặp gỡ tiên kình, tuyệt không tiếp cận nửa điểm. Ngư phù thánh thầm nghĩ. Thái khổ thánh cũng là hối tiếc không kịp. Nhưng không có triệt để tuyệt vọng. Nàng già nua ánh mắt, lượt qua ngư phù thánh, tiếp theo đảo qua hai đầu bắt đổ thánh nhân ngư. Mặc dù không thể nói, trong ánh mắt cầu cứu chỉ ý cũng rất rõ ràng. Cầu cứu bên trong, lại mạnh mẽ gạt ra mấy phần mị ý, hướng phía hai đầu bắt đấu ngư mắt trái chớp ba lần, mắt phải lại chớp ba lần. Đây là hỏa ngư tộc định tình ám ngữ, ý là tam sinh tam thế gần nhau không rời chỉ khế ước. Cái này nhị thánh đều có biện pháp đối phó hóa đá, nếu chịu cứu ta, ta từ không cần chết. Hai người các ngươi cứu ta một chút, ta liền làm hai người các ngươi ba kỹ luân hồi đạo lữ thì thế nào? Thái cổ thánh thẩm nghĩ tuy nói ý thức giới bên trong trữ vợ ông tổn thất không lớn nhưng nếu có thể không cờ hết a à, nguyện ý không công chết một lần đâu lại nếu có thể không chết làm có cơ hội tìm được vô nhai bản nguyên hải cùng việc này so sánh cho hai cái thánh nhân làm ba thế đạo lữ tất nhiên là tính không được quá thua thiệt mắt thấy thái khổ thánh như vậy ánh mắt hai vị bắt đấu thánh nhân đều là ánh mắt trầm xuống trong lòng thì mỉm cười liên tục cầu cứu cứu không được một chút ta hai người chỉ là chính mình ngăn cản viễn cổ tiên lực, liền cần dốc hết toàn lực, nào có dư lực cứu ngươi. Lại dựa vào cái gì muốn cứu ngươi? Thủ vệ tiên kình tuần hành chính là chúng ta chức trách, cứu được ngươi, liền tương đương bỏ mặt người bên ngoài nhìn trộm tiên kình bí ẩn, một khi chuyện xảy ra, không cách nào hướng tiên hoàng bàn giao. Chỉ nói lập trường, việc này liền tuyệt đối không thể. Về phần thái khổ thánh định tình ba thế ám ngữ nhị thánh nhìn ra được thái khổ thánh xuất thân hỏa ngư tộc tự có thể minh bạch bực này manh mối đưa tình ý tứ nhưng cái này càng không được hai bọn họ chính là chính thống huyền môn tu không gần nữ sắc chính là gần nữ sắc cũng sẽ không tìm một cái tu tập hỏa thuần bí thuật hỏa ngư đạo lữ phải biết một khi tu thành hỏa ngư tộc chí cao bí thuật dung mạo thế nhưng là sẽ trở nên cực xấu tuy nói túi da chỉ là ngoại vật nhưng nếu lúc hành sự lưu lại bóng ma tâm lý không thể nói trước muốn ảnh hưởng đạo tâm. Lại, nơi này chính là ý thức giới A. Coi như biết ngươi là hỏa ngư tộc, cũng không biết ngươi thời không nào người. Ngươi họ kỳ danh ai? Tiên cư nơi nào? Đằng sau như thế nào tìm đến ngươi, đến thực hiện hôm nay định tình ước hẹn? Vạn nhất rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi ta tại thế giới hiện thực kỳ thật có huyết hải thâm cừu. Rất nhiều nhân quả, lại nên như thế nào? Lại hoặc là, tại ta sinh chi niên đại ngươi nhưng thật ra là cái người chết ta chẳng lẽ không phải lãng phí thời giờ bắt đầu nhị thánh ánh mắt dời đi không cùng thái khổ thánh đối mặt ý cự tuyệt hết sức rõ ràng bất đắc dĩ thái khổ thánh lại đem ánh mắt chuyển hướng tử vi ma quân có thể tử vi ma quân trèo lên một lần bên trên lưng cá voi liền nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa cũng không biết đang làm những gì may mà ninh phàm rốt cục cũng leo lên lưng cá voi lại leo lên lưng cá voi về sau, trên thân thế mà ngay cả một tia đống đá cũng không có xuất hiện. Cái này hết sức lợi hại. Này cửu ly lại có như thế năng lực. Thái khổ thánh rung động khó tả, càng phát giác ninh phàm cao thâm khó lường. Đồng dạng cảm thấy khó mà ngoài ý muốn, còn có ngư phù, bắt đẩu nhị thánh. Nơi đây không cần nói năng rườm rà. Chỉ nói cái kia thái khổ thánh, quả thực có chút hơi khó lấy người này đối mặt viễn cổ tiên lực thông dong, nhất định có năng lực cứu ta, nhưng ta cùng hắn vừa mới còn tại sinh tử chém giết, giờ phút này cầu cứu với hắn, về tình về lý cũng sẽ không cứu ta mới là. Nhưng dù có một phần vạn hy vọng, Thái Khổ Thánh cũng nghĩ đánh cược cược một chút. Lại như trước đó đồng dạng nhìn trộn đứng lên, chỉ lần này đối tượng đổi thành Ninh Phàm. Nàng là muốn hướng ta cầu cứu à? Phàm là Ninh Phàm là bình thường đạo tâm trạng thái, nửa điểm đều khó có khả năng để ý tới địch nhân cầu cứu. Nhưng lúc này hắn, trong lòng bắt đầu hơi thở lên một cái tảng đá lớn, hắn thật sâu e ngại, mình từng ở trong lúc lơ đảng, đã sát hại kiếm tổ luân hồi ảnh. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt vị này nữ thánh, không có quan hệ gì với kiếm tổ. Nhưng nếu trực giác sai nữa nha, như số mệnh luân hồi từng bị người động tay chân, cố ý làm ta cùng nàng tự giết lẫn nhau. Tâm ma thanh âm, không ngừng ở trong lòng tiếng vọng chưa bao giờ có một khắc ninh phàm như vậy không tự tin qua tại chính thức coi trọng mặt người trước hắn không cách nào không đi lo được lo mất càng là quan tâm càng là dao động càng là tâm bàn sinh sôi đúng vậy a à, hắn chưa bao giờ chém tới qua tâm ma nàng vẫn luôn là tâm ma của hắn mà khi nhìn đến rất nhiều nhân quả về sau tâm ma của hắn chưa từng có tăng lớn lại bởi vì tới gần tiên đế đột phá tâm ma càng là thăng lên đến chưa từng có hắn nhưng đối với thế gian vạn sự băng lãnh như thạch cũng có thể tại thời khắc sinh tử lạnh nhạt ích kỷ lại duy chỉ có không bỏ được thương nàng nửa điểm có thể nàng giấu vết lưu lại nhiều lắm khó mà phân chia e sợ cho nhận sai một khi nhận sai nửa điểm chính là đời này tu đến nghịch thánh thì có ích lợi gì nghĩ chủ ngươi cử chỉ điên rồi sao ngươi sẽ không thật dự định cứu nàng a ngươi thật là bản nói nhận biết cái kia ninh phàm sao không phải là bị người đoạt xá đi ninh phàm ta không biết nghĩ chủ đừng cứu đầu óc có hố mới có thể cứu bản nói biết ngươi đối với nữ nhân như đói như khác nhưng ngươi có biết có thể tu được hỏa thuần bí thuật hỏa ngư đều sẽ biến thành trăm vạn năm vừa gặp sửu nữ lão phụ ninh phàm đạo tâm trừ một tâm ma cộng một nghĩ chủ không phải đâu xấu như vậy ngươi cũng nguyện ý. Mà lại hỏa thuần nữ rất dễ dàng di tình biệt luyến, thường thường đều có 17 đến 18 cái tiền nhiệm đạo lữ, ngươi đây cũng có thể nhịn. Ninh phàm đạo tâm trừ 100, tâm ma cộng 100. Nghĩ chủ, ngươi có phải hay không ham tu vi của đối phương, muốn thử xem cùng thánh nhân song tu cảm giác. Ninh phàm đạo tâm trừ 500. Tâm ma cộng 500. Nghĩ chủ, bản quan cũng là thánh nhân cùng lắm thì. Ninh phàm đạo tâm cộng 100, tâm ma trừ 100. Nghĩ chủ, không nên không nên vẫn chưa được. Ngươi không thể đánh bản quan chủ ý, cái kia hỏa thuần nữ ngươi cũng không thể cứu. Ninh phàm đạo tâm trừ 500, tâm ma cộng 500. Nghĩ chủ, nói không có khả năng chính là không có khả năng, ngươi mơ tưởng cùng ta. Ninh phàm, ngươi tốt nhau nhau, an tĩnh một chút, ta chỉ là bị tâm ma xông loạn lý trí. Gần đây thực lực tăng lên quá nhanh, đột phá tiên đế cũng là gần ngay trước mắt, cho nên tâm hành lang bắt đầu tràn lan, ngươi làm cho ta tâm ma tán loạn. Nghĩ chủ, chỉ chỉ là tâm ma sao, vậy là tốt rồi. Nhưng Ninh Phàm lại nói, đây là bởi vì tới gần đột phá tiên đế mới tràn lan tâm ma. Giờ phút này Ninh Phàm tâm ma quấy phá, tự hồ không phải thừa tiên kình tuần hành thời cơ. Bỏ lỡ tiên kình tuần hành, có lẽ sẽ trở thành suốt đời tiếc núi. Nhưng nếu bởi vì không có kịp thời ức chế tâm ma, ảnh hưởng tới đột phá tiên đế, là được có thể làm Ninh Phàm cả đời đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát, đời này dừng bước tại đây. Nghĩ chủ, không cần nhìn tiên kình tuần hành, nhanh chóng tách ra kết nối, thoát ly ý thức giới, tìm một thích hợp chỉ địa, bản cung giúp ngươi chém tâm ma. Ninh Phàm, không cẩn. Ninh Phàm ý tứ là không cần chém mất tâm ma, hắn rất yêu hắn tâm ma, khả ái như vậy một cái tiểu chỉ hạt. Há có thể bảo chém liền chém ngay. Nhưng tâm ma sinh sôi, không thể nghĩ cũng tại ninh phàm trong lòng tràn lan, nghĩ chủ cũng không nhìn ra ninh phàm còn có tầng này thâm ý. Chỉ nói ninh phàm là muốn gượng chống, thà rằng tâm ma mất khống chế, cũng muốn mang chính mình tiên kình tuần hành. Ngươi Có Mau Bệnh Sao Đều cái gì khẩn yếu quan đầu, ngươi còn muốn lấy công lược bản cung, thật sự chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu loại sự tình này có thơm như vậy nghĩ chủ tức giận cười có thể nàng dù sao chỉ là phụ thân ninh phàm giờ phút này ninh phàm mới là chủ thể nàng không cách nào khống chế ninh phàm ý chí chặt đứt ý thức giới kết nối đang tức giận muốn thế nào gõ tỉnh ninh phàm vàng liệu đầu chợt có một tia linh quan hiện lên lúc này nơi đây viễn cổ tiên kình trên thân tự hồ liền có giải quyết ninh phàm tâm ma biện pháp đến tột cùng là cái gì tới, không nhớ ra nổi. Liên quan tới viễn cổ tiên kình truyền thuyết, Tam Sư Huynh tự hồ còn nói cho ta biết một phiên bản khác, là cái gì đây? Nghĩ chủ ký ức quá mức không trọn vẹn, dù cho ăn 100.000 âm dương khí, cũng chỉ khôi phục chút ít ký ức, khiến cho nàng mơ hồ có thể nhớ tới việc này đại khái, lại không nhớ nổi nội dung cụ thể. Nếu có thể nhớ tới việc này tường tình, có lẽ. Nghĩ chủ lại cho ta một trăm nghìn âm dương khí ninh phàm nghĩ chủ không muốn cho cứ việc nói thẳng ngươi cũng sẽ chỉ đối bản cung hẹp hòi rõ ràng nữ nhân xấu xí kia một cái mị nhãn ngươi liền suýt nữa đưa ngươi cái kia tiên hạnh bùa hộ mệnh chắp tay đưa tiễn nghĩ chủ tức nổ tung nàng bên này còn tại lo lắng giúp thế nào trợ ninh phàm ninh phàm thế mà đối với nàng hẹp hòi đi a à, thật sự cho rằng bản cung hiếm có ngươi như vậy điểm âm dương khí a à đinh đinh tài khoản của ngươi tới số 100.000 âm dương khí a à. nghĩ chủ sững sờ trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng bản cung thuận miệng muốn mà thôi ngươi thật cho a à. xem ra đã đến tâm ma màn cuối đầu đều không thanh tĩnh không chữa được nhưng lại có nói không rõ không nói rõ cảm xúc xông lên đầu khiến cho nàng rất cảm thấy bực bội thầm nghĩ tiểu tử này tâm ma quả thật lợi hại chỉ bằng tâm thần kết nối, lại đều truyền nhiễm đến bản cung trên thân. Nếu như hôm nay không giúp đỡ hắn chém tới tâm ma, ngày sau nhất định liên lụy tại ta. Hứ, phiền phức chết. Bản cung những cái này môn đồ tâm ma sinh sôi thời điểm, bản cung đều không mang theo quản, lại trước tiện nghi ngươi, thật thật vận khí tốt. Minh phàm, không cần phải lo lắng. Lần này tâm ma tới mặc dù lợi hại, nhưng ta đã có cách đối phó, chỉ cần đợi một thời gian nghĩ chủ im ngay đừng quấy rầy một cung luyện hóa âm dương nhị khí cũng không cho đi cứu cái kia hỏa thuần lão nữ nhân nếu không bản quan tuyệt không giúp ngươi không có như trước đó như thế cẩn thận điều hòa chải vuốt âm dương nhị khí mà là không nhìn âm dương hòa hợp thôn tính giống như hấp thu âm dương khí có thể nghĩ chủ tàn hồn vốn là tàn phá như vậy kình thôn hải hấp tất nhiên là làm cho tàn hồn có căng đau xé rách cảm giác nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Quỷ mới biết Ninh Phàm còn có mấy phần mây dây liền sẽ bị tâm ma xử lý, tự nhiên đến giành giật từng giây. Chỉ là, khó trách tiểu tử này gần nhất lại là pha lê tâm, lại là không hiểu thấu ôn nhu, nguyên lai đều là tâm ma quấy phá A, à, hứ. Theo âm dương nhị khí không ngừng thôn phệ, nghĩ chủ nhớ tới càng nhiều chuyện hơn, nhớ tới thông thiên giáo chủ nói cho nàng biết một cái khác tiên kình truyền thuyết. Tại trong truyền thuyết kia, tiễn của tiên kình cũng không phải là vô nhai hải người dẫn độ, mà là ca giả, trí giả, kẻ lưu vong. Tiên kình sẽ ngăn cản người bên ngoài tìm kiếm vô nhai hải, nhưng cũng sẽ lấy ca hát lắng lại thế nhân lửa giận trong lòng cùng bi thương. Tiên kình vĩnh viễn không cách nào trở về vô nhai hải, trừ phi tội lỗi của nó có thể đặc xá. Tiên kình chỉ huyết có thể chữa trị tu sĩ tâm ma, khiến cho người đạo tâm không thể phá vỡ. Có thể cùng tiên kình đối thoại người lại có cả đời một lần hướng tiên kình đặt câu hỏi cơ hội, tiên kình đem thông qua quan trắc số mệnh luân hồi, biết gì nói nấy. Nghĩ tới, tiên kình chỉ huyết có thể chữa trị tâm ma, nhưng tình báo này đối dưới mắt sự tình không dùng được. Nghĩ chủ khẽ giật mình, tiếp theo cảm thấy thất vọng. Không nói đến không thể chiến ảnh hưởng dưới, nàng không có cách nào xuất thủ công kích tiên kình, mà có thể công kích, bằng nàng cũng là không tổn thương được tiên kình nửa điểm, lấy không đến tiên kình chỉ huyết nàng mặc dạng mày dày cùng ninh phàm muốn 100. Không 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 âm dương khí, có thể đổi lấy ký ức, lại tại ninh phàm mà nói không dùng được. Nghĩ chủ, thật có lỗi. Ninh phàm, không cần thật có lỗi, ngươi lần này hồi tưởng lại đồ vật, có chút ý tứ. Nghĩ chủ, nào có cái gì ý tứ? Bất quá là chút lừa gạt người truyền thuyết thôi, truyền thuyết đều không thể tin. Ninh Phàm, không, ngươi lần này nhớ tới truyền thuyết, vẫn còn có chút độ có thể tin. Tại ta nghe được tiên kình trong tiếng ca, xác thực nâng lên kình này phạm vào sai lầm lớn, lọc vào trục xuất. Thì ra là thế, đây mới thật sự là tiên kình truyền thuyết sao? Nghĩ chủ, dù cho truyền thuyết là thật, bản cung cũng không có năng lực giúp ngươi lấy tiên kình chi huyết. Ninh phàm, không, ta muốn không phải tiên kình chi huyết, ta chỉ muốn hướng nó sách một vấn đề, cũng hy vọng nó thật có thể giải ta nghi ngờ. Ta giết chết người bên trong, đến cùng có hay không? Có hay không bóng dáng của nàng? Đây mới là Ninh Phàm, giờ này khắc này lớn nhất tâm ma. Không phát sinh sự tình, hắn sẽ hết sức đền bù, nhưng hắn e ngại đã phát sinh sai lầm. Cái này rất buồn cười, phi thường buồn cười, nhưng hắn chính là muốn cầu một đáp án. Chấp tu một khi chui vào ngõ cụt, xác thực làm người đau đầu. Nghĩ chủ, ngươi muốn cùng tiên kình đối thoại? tại cái này không thể nói thế giới. Ninh Phàm, ân. Nghĩ chủ, nó tựa như là công, ngươi ngay cả công cũng có thể à. Không phải, bản cung không có kỳ thị ngươi ý tứ, bản cung nói là, ngươi thật có biện pháp đem lợi hại như vậy tiên kình làm mê muội mê. Ninh Phàm. Nghĩ chủ hiểu lầm. Hiểu lầm Ninh Phàm là muốn trò của thẩm thi, trước tiên đem tiên kình làm mê muội mê, sau đó lại tâm thần kết nối, cuối cùng mưu lợi vượt qua không thể nói ước thúc. Ninh Phàm, nữ nhân, ngươi thật phía dưới. Ngươi cảm thấy là đối phó tiên kình dễ dàng, hay là đối phó ý thức giới dễ dàng? Nghĩ chủ, cũng không dễ dàng. Chờ một chút, ngươi mắng ai phía dưới? Ninh Phàm, này tiên kình dù cho không phải bước thứ tư, sợ cũng mười phần tiếp cận, làm mê muội kình này không thể nói cơ hội không lớn, chỉ có thể nói không có chút nào khả năng, lại không thể chiếm phía dưới, ta không cách nào ra tay với tiên kình. Nhưng nếu đối tượng là ý thức giới, tình huống lại khác biệt. Ta không cần phát ra cái gì công kích, chỉ cần sửa giới này quy tắc. Nghĩ chủ, ngươi sẽ sửa sao? Ninh phàm, không quá sẻ, cho nên ta cũng không rõ ràng loạn đổi chương trình sẽ dẫn phát biến cố gì. Nhưng có thể đánh cược một lần thử một chút. Thế là Ninh phàm ngư duỗi tay ra, bắt đầu hư không tô tô vẽ vẽ đứng lên. Mới đầu, những người khác còn không có ý thức được Ninh Phàm đang làm cỡ nào nguy hiểm sự tình. Nhưng khi tiên kình tuần hành phía trước, trống rỗng xuất hiện hàng trăm triệu thần vương nham thương lúc, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chính là tử vi ma quân đều vào lúc này mở hai mắt ra, nhíu lông mày, người này có thể khống chế ý thức giới quy tắc, hắn đến tột cùng là ai, thật chỉ là bình thường cửu ly à. Ninh Phàm cũng bó tay rồi. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt giày lần này loạn đổi cùng không thể nói có liên quan chương trình thế mà đổi ra thiên đại trục trặc nhưng gặp vô tận thần vương nham thương tập đến vi năng có thể so với mấy tên hoang thánh liên thủ công kích những nơi đi qua âm dương nhị khí đình chỉ lưu chuyển như là hóa đá đồng dạng nhưng những cái kia nham thương nhưng không có trực tiếp đánh rớt mà là huyễn hóa thành chưa từng có quy mô thông đạo truyền tống cũng đem vô số nham sơn biển dung nham hư ảnh từ xa xôi thời không truyền tống tới khiến cho đạo giới kịch liệt chấn động. Bảo vệ tại núi nham thạch trong biển là một cái bị thế giới di vong cổ lão vương quốc, tất cả mọi thứ đều phong hóa thành nham thạch, như ngừng lại trong tuế miệt trường hà. Cổ lão vương quốc hư ảnh không ngừng ngưng thực, càng ngày càng cụ thể, liền phản phất đây hết thảy cũng không chỉ là hư ảnh truyền tống mà đến, mà là cái kia vương quốc thật muốn chỉnh thể truyền tống đến chỗ này đạo giới bên trong. Thế là, neo định cổ lão vương quốc luân hồi tọa độ cùng neo định nơi đây đạo giới tọa độ lẫn nhau lên xung đột sinh ra trùng điệp đổi một loại thuyết pháp chính là cổ lão vương quốc chỗ luân hồi thời không cùng trước mắt đạo giới luân hồi thời không kịch liệt chen đánh vào cùng một chỗ cả hai chạm vào nhau không làm cho một phương vỡ nát tuyệt không bỏ qua đây là tiên hạng lưu lại một cái khác chuẩn bị ở sau sao cạnh không tiết triệu hoán tiên tổ quốc luân hồi thời không là muốn trực tiếp chọn nát nơi đây đạo giới có thể giới này chính là Hồng Quân quyền sở hữu, tiên hoàng cử động lần này là muốn hướng Hồng Quân Tổ sư trực tiếp tuyên chiến sao? Bắt đầu nhị thánh kinh hải, hữu tâm ngăn cản hai cái luân hồi thời không chạm vào nhau, nhưng chỉ một cái đụng nhau dư ba truyền đến, liền đem nhị thánh tung bay. Như thế nào ngăn cản? Ngay cả thoáng can thiệp đều làm không được được không? Thôi, như đây hết thảy đều là tiên hoàng bố cục, trong đó nhất định có tiên hoàng thâm ý nhị thánh như là tự an ủi mình thật sự là đối mặt cục diện như vậy cảm nhận được không thể làm gì vẫn khó thoát khỏi cái chết sao nhưng có thể kéo tất cả mọi người cùng chết tự hồ cũng không tệ chỉ là tràn diện này không khỏi cũng quá lớn chút ngư phù thái khổ ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ một khi đạo giới bị đụng nát giới này tất cả mọi người muốn thoát ly ý thức giới kết nối so với chỉ có hai người bọn họ bị viễn cổ tiên lực xử lý tất cả mọi người bình đẳng rời đi tự hồ cũng không tệ. Tử vi ma quân lại là khó mà tiếp nhận kết quả này. Hắn khổ tâm mưu đồ một trận tiên kình kỳ ngộ, lại muốn như vậy kết thúc không thành. Người này đến tột cùng là ai? Cho dù là nghịch thánh, cũng không có khả năng làm cho tiên tổ quốc nghe chiếu mà đến, bởi vì tiên tổ quốc tiếp hận thế gian hết thảy tiên. Việc này đến tột cùng. Mắt thấy tiên tổ quốc luân hồi thời không đánh tới, viễn cổ tiên kình rốt cục đình chỉ ca hát cũng không lại hướng phía trước bơi đi nó đứng tại nguyên địa ánh mắt đờ đẫn nhìn xem tiên tổ quốc một ngọn cây cọng cỏ quen thuộc mà lạ lẫm nguyên bản mờ mịt ánh mắt đột nhiên có thống khổ vẻ điên cuồng sau đó tiên kình điên thật rồi cũng đón hai nơi luân hồi thời không va chạm vị trí một đầu đụng tới sinh ra phe thứ ba lực trùng kích thế là quanh một trăm triệu tiếng nổ đằng sau tiên tổ quốc luân hồi thời không không biết tung tích tự hổ là bị đụng trở về lúc đầu luân hồi tọa độ nơi đây đạo giới thì bị va chạm đến thủng trăm ngàn lỗ tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng khó mà duy trì quá lâu cần vô số năm chữa trị viễn cổ tiên kình thì bị đâm đến đầu đầy là máu dường như đầu vê a chạm quá hung ác đúng là lâm vào tính tạm thời hôn mê về phần ngư phù thánh thái cổ thánh bắt đẩu nhị thánh thì tại ba bên đụng nhau viễn cổ tiên lực tác động đến dưới đều phong hóa thành nham thạch bước thứ hai đối mặt thánh nhân đấu pháp có bao nhiêu vô lực bọn hắn giờ phút này đối mặt ba bên đụng nhau liền có bấy nhiêu vô lực duy nhất may mắn chính là dù cho chết bởi ý thức giới cũng sẽ không chết thật là được hô may mà ta chỗ sửa đồ vật bên trong có lưu cửa sau khiến cho ta hiểm lại càng hiểm tránh đi ba bên đụng nhau trùng kích hả có thể nói chuyện à Đinh Phàm Ngư kinh ngạc. Tiếp theo hài lòng gật đầu. Tuy nói tiên tổ quốc va chạm không phải hắn bản ý, nhưng không thể nói giải trừ lại là hắn con mắt đánh dấu. Bốn bỏ năm lên một chút, cũng không thể nói hắn có thật sự viết sai, có chỉ là lấy một loại hình thức khác, thành công vận hành mà thôi. Ngươi liền nói không thể nói giải không có giải trừ đi. Giờ phút này không có không thể nói can thiệp, ta liền có thể cùng tiên kình đối thoại. Hả? Tiên kình sao đâm đến đầu đầy là máu, ngất đi. Chờ nó tỉnh lại cùng nó tâm sự đi, về phần cái này đầu đầy kinh huyết, tự hồ là ức chế tâm ma bảo bối. Ninh Phàm đang chuẩn bị bơi tới tiên kình trên đầu, thu lấy một chút tiên kình huyết dịch. Lại tại lúc này, muôn phương tinh quang từ trời rơi xuống, vô tận trong tinh quang, một thanh huyết khí trùng thiên cự kiếm đột nhiên chém xuống. Kiếm này một đường đánh nát vốn cũng không ổn đạo giới có không hết tinh thần cùng đạo tắc tại trong kiếm quan sinh diệt. Đây là Tử Vi Thái Hoàng nhận Ninh Phàm trước mắt hiện ra Bắc Mang Quốc một phân thành hai một màng, đây chính là đem Bắc Mang Quốc từ đó chém ra giống nhau một kiếm. Giống như ý thức được cái gì, Ninh Phàm phun trào tâm ma tại thời khắc này hóa thành điên dại. Đa văn, quảng mục, tăng trưởng, trị quốc quyền hành, càng tại thời khắc này đều mở ra vô tận huyết quang từ trên thân ninh phàm bay ra, ngưng tụ thành một đóa thôn vệ tỉnh không ma linh chỉ hoa, hoa nở sáu cánh, đối ứng xích vi lục đạo. Huyết hổng xích vi hoa chậm chậm nở rộ, cái kia mở ra quá trình mười phẫn chậm chạp, nhưng ở hoa nở trước đó, tất cả thời gian đều bị dừng lại tại vĩnh hằng nhất sát. Mạnh như tử vi thái hoàng nhận, càng không có cách nào định lấy xích vi hoa chém xuống. Lại có một đạo cùng loạn huyết ảnh, đột nhiên từ trong xích vi hoa bay ra, vô tận dị hương, cũng tại thời khắc này hiện lên. Huyết ảnh kia, là âm dương ngư chỉ thân minh phàm, giờ phút này chính như một đạo huyết hồng lưu tỉnh, đón Thái Hoàng nhận trực tiếp đánh tới, những nơi đi qua, hết thảy sự vật đều bị chém chết thành huyết lộ. Tại hắn tay cá phía trên, thì nắm tạo hình kỳ lạ, do huyết quang ngưng tụ mà thành ma linh trường mâu, các loại đạo tắc quan mang tại trên trường mâu giao hội, đều là ninh phàm đời này sở tu chỉ đạo. Bây giờ, hắn đem tất cả mọi thứ dung nhập trong trường mâu, đem hết thảy xuyên qua. Đây là vượt qua thời không gặp nhau, xích vi chỉ mâu cùng tử vi chỉ kiếm đối banh ở cùng nhau, đạo giới bên trong lập tức liền bị va chạm ra vô số màu tím, vết nứt màu đỏ. Cái kia va chạm chỉ là một cái đối mặt liền phân ra được thắng bại, kết quả của nó là tử vi kiếm dễ dàng sụp đổ, xích vi mâu đánh nát tử vi kiếm về sau, tiếp tục một đường hướng về phía trước, huyết lộ không ngừng hướng phía trước trải rộng ra. Nhưng đây cũng không phải là là bởi vì tử vì đạo Pháp yếu đi xích vi, mà là trong giới này, Ninh Phàm cửu ly ý thức sinh ra khắc chế quá lớn. Tử vi Thái Hoàng nhận vỡ thành vô số tàn phiến, chậm chậm tiêu tán. Xích vi chi mâu vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước, thẳng bước hướng cái kia dấu ở Thái Hoàng nhận sau tử vi ma quân. Mắt thấy Ninh Phàm nắm mâu mà tới, nguyên bản mặt không thay đổi tử vi ma quân, mắt cá có động dung cùng ninh phàm mưu lợi né tránh ba bên trùng kích khác biệt tử vi ma quân ỷ vào vạn tinh thủ hộ đón đỡ ba bên viễn cổ tiên lực trùng kích âm dương ngư thân thể sớm đã làm đau nhức trăm lỗ khó mà duy trì nhưng hắn hay là lấy còn sót lại chi lực cưỡng ép duy trì cũng không có tách ra ý thức giới kết nối càng là bằng còn thừa không nhiều lực lượng hướng dẫn tới ba bên va chạm ninh phàm phát ra huyết kiếm một kích đối mặt cửu ly khắc chế tử vi ma quân cũng không cảm thấy một kiếm này có thể đối với ninh phàm tạo thành quá nhiều tổn thương nhưng không có ngờ tới chính mình một kiếm này sẽ bị gần như nghiền ép giống như phá mất càng làm hắn hơn ngoài ý muốn là ninh phàm ma linh mô bên trong có lệnh hắn không gì sánh được quen thuộc đạo pháp khí tức ngăn ta nguyên lai là ngươi xích vi ngươi còn tại hận ta à suy 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 cơ hồ là ninh phàm nắm mâu tiên đến trong nháy mắt Mười hai thanh tử vi Thái Hoàng nhận đột nhiên xuất hiện, theo tử vi mười hai phía quan phương hướng bày ra, từ mười hai phương vị tùy tiện xuyên qua ninh phàm thân thể. Trước đó huyết kiểm một kích chỉ là ngụy trang, sau một kích càng còn mai phục mười hai kích, đây mới là thuật này chân chính xác chiêu. Nhưng lại đâm cái không? Mười hai thanh huyết kiếm mặc dù xuyên qua ninh phàm thân thể, nhưng không có một đạo đối với ninh phàm tạo thành thực chất sát thương. Lúc này ninh phàm. Phản phất thân ở một chỗ khác thế giới, không có bất kỳ cái gì công kích có thể chạm đến thân thể của hắn. Cũng tại thân bên trong 12 huyết kiếm đồng thời, Ninh Phàm cực bá mâu đồng dạng đâm rơi. Tử Vi Ma quân trên thân, vốn có 108 loại thiên cương địa sát hộ thể, càng có quần tinh thủ hộ. Nhưng một mâu này lại giống như có thể đảo ngược thiên cương, hòa giải địa sát, càng là như chuyên khắc Tử Vi tinh thuật đồng dạng, tùy tiện quán xuyên Tử Vi vạn tinh thủ hộ. Quê suy là tử vi ma quân bị trường mâu xuyên qua thân thể thanh âm, một kích trúng mục tiêu, miệng vết thương lập tức mở ra vô số huyết hoa, có vô tận đỏ hơi đầu gối mạng từ tử vi viện quân thể nội phá thể mà ra. Tiếp theo ninh phàm đem trường mâu tính cả xuyên tại trên trường mâu tử vi ngư cùng nhau ném ra, bị mâu này xuyên qua, tử vi ma quân như trúng phong ấn đồng dạng, chỉ có thể theo trường mâu không ngừng bay ngược, như bị nghịch thánh sơn hải kéo đi tiến lên không cách nào phản kháng, càng nhiều xích vi dây leo từ lên thể nội mọc ra, từng đóa từng đóa xích vi hoa tại trên dây leo nở rộ, chất dinh dưỡng lại đến từ tử vi ma quân tự thân khí huyết. Mà khi trên dây leo xích vi hoa mọc ra trọn vẹn ngàn đóa đằng sau, trường mâu uy năng đạt tới cực hạn, cũng tại trường mâu tả hữu hai phe, riêng phần mình mọc ra một cái cự đại huyết lựu. Làm sao miêu tả loại kia tạo hình đâu, hai quả cầu một cái côn, hiểu đều hiểu. Sau đó, huyết lựu, trường mâu, ngàn đóa xích vi hóa toàn bộ bạo tạc, chói mắt huyết quang cùng sóng nhiệt, trong nháy mắt đem vốn cũng không ổn đạo giới lại lần nữa cọ rửa một lần. Xích vi trong lúc nổ tung, tử vi ngư lại khó duy trì, rốt cục tiêu tán, lại tại tiêu tán trước một khắc, trong miệng nhất niệm chú quyết, đã dùng hết lực lượng cuối cùng. Chỉ một thoáng, vốn nên trì quốc vô địch ninh phàm, quanh thân chợt có vô tận lôi quang nổ tung, là tử vi lôi pháp công kích, thế mà siêu thoát ra sinh tại diệt, vượt qua không thể gặp thế giới, đánh xuống tại ninh phàm trên thân, tạo thành lượng lớn tổn thương. Nhưng bởi vậy khắc ninh phàm có được gấp trăm lần khí huyết, thụ thương mặc dù cự, lại chưa trí mạng. Thời gian hay là quá ngắn, không thể hoàn mỹ tính toán ra nó thân không thể gặp vị giới chỗ. Xích vi, ván này, là ngươi thắng A. Nhưng ta cùng ngươi khác biệt, ngươi sẽ vĩnh viễn dừng lại tại quá khứ, mà ta, sẽ đi về phía tương lai vĩnh biệt xích vi hồi lâu sau ninh phàm mới dần dần lấy lại tinh thần ta vừa mới đánh chết chẳng lẽ là xích vi đối với ngươi nói chuyện riêng đối với không sai ngươi cùng hắn gặp nhau lại dùng lão phu cực lệ mâu hung hăng quán xuyên hắn ha 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 tử vi a à, tử vi ngươi thật sự là càng ngày càng kéo mà ngay cả ta tiện tay nhặt được nửa cái đồ nhi đều đánh không lại. Ngươi còn sống còn có cái gì ý tứ? Ngươi tồn tại, ngay cả lão phu một cây cực bá mâu cũng không bằng. Ha ha ha. A. À. Xích Phi tiền bối trước đó không phải không cho phép sư đồ tương xứng sao, sao còn nói ta là hắn nửa cái đồ nhi? Ta đồng ý sao? Ninh Phàm im lặng, tiếp theo trầm mặt. Dù cho chiếm hết ưu thế, thế mà còn là bị tử vi sau cùng lôi pháp đánh thành trọng thương, trên lệch thế mà lớn như vậy à. Xích vi, hắn tùy thời đều có thể bước vào thánh cảnh, chỉ là quá nghiêm khắc hoàng mỹ, lúc này mới một mực kéo lấy, người cách thánh cảnh kém đến còn xa, có khoảng cách không phải rất bình thường. Trọng yếu không phải quá trình, mà là kết quả. Ngươi có thể xử lý hắn một lần, liền có thể xử lý lần thứ hai, lão phu đối với ngươi tràn đầy lòng tin, ngươi sẽ không phải ngược lại không có tự tin đi hả viễn cổ tiên kình giống như muốn thức tỉnh chỉ là kình này giờ phút này trạng thái tự hồ có chút cổ quái ngươi cẩn thận chút bởi vì kịch liệt va chạm thương tổn tới đầu viễn cổ tiên kình lâm vào hôn mê nhưng chỉ hôn mê một lát viễn cổ tiên kình liền tỉnh lại phát ra một tiếng uể oải kình minh thanh tự như là đang đánh ngáp vừa mới tỉnh ngủ viễn cổ tiên kình liền thói quen muốn keo kiệt chân mà đi sau hiện, hòa tào, ta chân đâu, chân làm sao ném đi. Tiếp theo nó cũng cảm giác được đầu đau nhức kịch liệt không gì sánh được, không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, hống 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 rống. Mẹ, nam kha cho ta nghịch nguyệt tửu, sẽ không phải lại là rượu giả a? Sao đến sau khi uống xong như vậy đau đầu? Chờ một chút, nam kha là ai, nghịch nguyệt tửu là vật gì, ta là ai, còn có ta tại sao muốn nói lại? Viễn cổ tiên kình thần sắc lại lần nữa mờ mịt, giống như quên lãng rất nhiều chuyện. Thậm chí quên lãng hắn lúc này, cũng không phải là chân chính viễn cổ tiên kình, mà là cái nào đó uống xong nghịch nguyệt tử về sau, ý thức tiến vào viễn cổ tiên kình thể nội thằng xui xẻo. Đúng, nghĩ tới. Ta nói ta muốn đi tiên tổ quốc đi dạo, nhìn xem có cái gì hạt nha, quả nha, tước nha bảo bối có thể nhặt về một chút. Dù sao đều là người chết đồ vật, người khác không cần, về ta tất cả, cũng rất hợp lý a. À? Còn không có nhặt được mấy món bảo bối, đột nhiên vài ức tiếng đổ truyền đến, ta tự hồ bị thứ gì đụng bay. Ách, tiên tổ quốc là cái gì, xong, hay là nghĩ không ra ta là ai? Họa Tào. Lão tử thân thể sao đến biến thành một cái đại kình ngư? Sẽ không phải là vừa mới va chạm, đem ý thức của ta đụng vào chỗ này ý thức giới? cũng đồng hóa thành cá. Nhưng bởi vì nơi đây vừa có một cái hôn mê đại kình ngư, ý thức của ta dứt khoát trực tiếp chui vào, tiết kiệm đồng hóa thành cá trình tự. Ha ha ha! Làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Dạng gì trùng hợp, mới có thể đem lão tử từ tiên tổ quốc một đường tiến ngộ đạo ý thức giới lại một thanh tiến đụng vào viễn cổ tiên kình thể nội, lão tử cũng không phải cái gì bóng da có thể bị người đánh tới đánh tới. Chờ một chút, Viễn cổ tiên kình là cái gì, không nhớ nổi. Bởi vì kịch liệt va chạm quên lãng quá nhiều chuyện, viễn cổ tiên kình chỉ cảm thấy bực bội không thôi, lệch vào lúc này, nó phát giác được, lại có một cái gan to bằng trời con cá nhỏ, tại trên đầu mình vụn trộn thu thập lấy kình huyết. Hống 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 rống. Viễn cổ tiên kình tức nổ tung. Cho tới bây giờ chỉ có hắn đoạt người khác phần, chưa từng có người dám đoạt hắn. Tiểu bối, ngươi là người phương nào vì sao đem ta đánh cho đầu rơi máu chảy lại trộn lấy máu của ta hả cái này viễn cổ tiên kình kình minh khẩu khí giống như cùng trước đó không giống với lúc trước chính thu thập kình huyết ninh phàm thấy một lần tiên kình nổi giận tự nhiên không có tiếp tục thu thập cái này tiên kình chảy máu nhiều lắm hắn tùy tiện một thu thập liền đào được mấy trăm mấy ngàn bình đã toàn bộ phong tồn còn những cái kia không kịp thu thập kinh huyết, thì theo tiên kinh vết thương khép lại, một lần nữa chảy về thể nội. Chính là vẫy ra đến xa xa kinh huyết, giống như có linh tính đồng dạng, từng cái bay trở về. Duy chỉ có bị ninh phàm lấy đi những cái kia không cách nào bay trở về. Nhưng, này tiên kinh đầu óc tự hồ không quá linh quan, một cái chớp mắt, nhưng lại quên đi chính mình kinh huyết bị ninh phàm nhặt đi sự thật thậm chí quên chính mình vừa mới hay là bể đầu chảy máu sự thật, chỉ đổ thừa viết thương của hắn khép lại quá nhanh, cùng hai cái luân hồi thời không đụng nhau thương thế, lại chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền tự lành. Đầu không đau. Hẳn là. Là cái này con cá nhỏ chữa khỏi ta say rượu đau đầu. Người tốt nha. Viễn cổ tiên kình lập tức triển lộ dáng tươi cười, cười đến như là một đóa sáng lạng hoa cúc, khiến cho ninh phàm không có tồn tại nhớ tới một vị cố nhân. Nguyên lai dáng tươi cười, cười bị ổi như thế, cũng không chỉ có hàng người ma. Cá nho nhỏ nhỉ, trị cho ngươi tốt nhất đầu của ta, nói ra ngươi sở cầu, chỉ cần không cùng ta vay tiền, ta đem xét tình hình cụ thể cân nhắc. Truyền thuyết, có thể cùng tiền bối đối thoại người, liền có thể đưa ra một vấn đề, tiền bối đem biết gì nói nấy. Ta có một chuyện, muốn hỏi thăm tiền bối. Cái gì? Có thể cùng lão tử đối thoại. Lão tử liền phải trả lời ngươi vấn đề. Dựa vào cái gì a? À? Ngươi lại không trả tiền. Tiên kình thế mà lại tham tài. Ninh Phàm kinh ngạc, lúc trước hắn nghe qua viễn cổ tiên kình ca hát, đối với cái này kình linh trí cũng là có nhất định hiểu rõ. Viễn cổ tiên kình có linh trí, nhưng không nhiều mới đúng. Đương nhiên, ngay cả như vậy, đối với loại này viên sư mình sinh mệnh tồn tại, Ninh Phàm hay là đáp lại lòng kính sợ tiên kình ái tài, vậy liền cho nó một chút đi, mặc dù hắn cũng không biết một cái cá voi cầm tiền tài giỏi chút gì. Thế là Ninh Phàm lấy ra một nghìn ngày đạo kim đem tặng, cũng coi là thanh toán xong tự ý lấy kình huyết nhân quả. Viễn cổ tiên kình lập tức ánh mắt sáng lên, lại nhìn Ninh Phàm thời điểm, thân mật như là đối đại trí thân đồ nhi. Tiểu tử ngươi, không tệ. Là cái sửa chất liệu tốt. Như thế nào, muốn hay không bái lão phu làm thầy? chỉ cần một chút học phí, lão phu liền có thể dạy ngươi. Dạy ngươi cái gì tới? Không nhớ nổi. Tu ma. Ngươi không phải tiên kình sao? Một thân chính thống tiên linh khí tức, không có trộn lẫn nửa điểm ma niệm, thế mà nói với ta muốn dạy ta tu. Được rồi, hôm nay đầu không quá tỉnh táo, hôm nào lại thu ngươi làm đồ nhi. Đúng, ngươi nói ngươi muốn hỏi một chút đề đúng không? A, à, quái tai quái tai hôm nay ta vì sao tư duy nhất chuyển liền có thể nhìn thấy rất nhiều nhân quả họa tào. đó chính là số mệnh sao nguyên lai càng là thái độ như thế có thể số mệnh lại là vật gì không nhớ nổi tuyển cổ tiên kình lại lần nữa bắt đầu mờ mịt thẳng đến ninh phàm mấy tiếng kêu gọi về sau mới hồi phục tinh thần lại có gì vấn đề hỏi mau lão đại hôm nay đạo nghĩ như liệu băng vô luận ngươi hỏi cái gì lão phu đều có thể từ số mệnh trong luân hồi vì ngươi quan trắc ra đáp án ta muốn biết vô tận trong luân hồi ta có hay không giết chết qua có hay không giết chết qua một cái nữ nhân nào đó luân hồi ảnh có hay không cô phụ nàng để lại cho ta rất nhiều mỉm cười lại có hay không có nói tại bên miệng ninh phàm lại là không cách nào nói tiếp tự hồ là tại quen sợ đáp án cuối cùng lại cảm thấy trong lòng mình rất nhiều sầu lo, căn bản không phải chỉ là một vấn đề có thể hỏi tận. Nhất thời đúng là không có nói sao. Cái này lại gấp chết điển cổ tiên kình. Con cá con này chợt nhìn đầu não linh quang, là cái tu ma lương tài, chỉ khi nào việc quan hệ nữ nhân, dĩ nhiên như thế đốt trước chú ý về sau, sợ đầu sợ đuôi, sợ không phải có cái gì bệnh nặng. A, à, nguyên lai là tâm ma quấy phá a, à, khó trách sẽ là như vậy thần thái nhưng tâm ma lại là vật gì? a à, thú vị, thú vị. chợt có vô số nhân quả đoạn ngắn từ trong luân hồi hiện lên, chảy vào viễn cổ tiên kình não hải. sau đó, ninh phàm tất cả sầu lo tại tiên kình trong ốc có trả lời. tiểu tử ngươi thật sự là giữa thiên địa độc nhất vô nhị đại ngốc. tiền bối lời ấy ý gì? ngươi vậy mà lại lo lắng cho mình nào đó một thế luân hồi, giết chết qua chính mình yêu nữ nhân. Ha ha ha. Ngươi sẽ cam lòng giết. Ngươi giết cái rắm. Ngươi giết được chính mình, đều không nỡ giết nàng. Nhưng lão phu cũng minh bạch băng khoăn của ngươi, không phải liền là lo lắng số mệnh trong luân hồi, có người vì ngươi ác ý an bài một chút tương ái tương sát tiết mục nha. Nhưng ngươi có biết lão phu vừa mới nhìn thấy cái gì? Trong vô tận luân hồi, lão phu chưa bao giờ thấy qua ngươi đem chỗ yêu người giết chết dù cho kịch bản bên trong có một ít tồn tại vô thượng ác ý thôi động, nhưng lấy đầu ngươi chui vào nữ nhân cái mông si tình cùng nhạy cảm, cũng toàn bộ đều có thể kịp thời phát giác, sau đó, đem vốn nên chém về phía đối phương đao kiếm, quay lại phương hướng. Đây là cái gì kỳ diệu ví von ách? Nhưng, không hiểu, Ninh Phàm lo nghĩ bình tĩnh lại, tâm ma cũng cùng nhau bình tĩnh lại. Hắn cũng không cần kinh huyết đến ức chế tâm ma, hắn cần chỉ là một đáp án, mà đáp án này, tiên kình cho đi ra. Về phần tin hay không? Chẳng biết tại sao, Ninh Phạm đối với thời khắc này tiên kình, lại có loại không hiểu tín nhiệm cảm giác. Một cái khó nhất giết chết đạo lửa người, lại suốt ngày lo lắng đến khó nhất phát sinh sự tình. Vấn đề của ngươi, là lão phu biến thành tiên kình đến nay, đã thấy thứ hai buồn cười vấn đề. Còn có thứ nhất buồn cười, ngươi có muốn hay không nghe một chút? từng có một nữ nhân cùng tiên kình gặp nhau cũng hướng tiên kình đặt câu hỏi ta có thể có một thế cô phụ qua ta tiểu hồ điệp ha 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 ngươi có chịu không cười cả đời một lần đặt câu hỏi hoàn toàn dùng để hỏi chút trắm chó không kêu sự tình thật thật buồn cười a à. thì ra là thế lão phu nghĩ tới đây không phải lão phu lần thứ nhất biến thành cá voi lần trước uống nghịch nguyệt tử lúc Lão phu cũng bởi vì đủ loại kỳ diệu mà mắc xích nhân quả, tiến vào cá voi thể nội. Không, không phải tận lực mắc xích, đây vốn là ta tính toán sau kết quả. Nếu như ta việc cần phải làm, là tử đấu đều không thể làm được, thì nhất định phải đem tất cả nhân quả ẩn tàng tại trùng hợp bên trong, như vậy mới có thể mang thiên quá hải. Điển cổ tiên kình thẩm nghĩ. Ninh Phàm cũng là kinh ngạc không thôi. Ta có thể có một thế cô phụ qua ta tiểu hồ điệp hắn là đặt câu hỏi người, là nào đó một thế kiếm tổ. Nữ tử kia đặt câu hỏi, tiền bối là như thế nào trả lời? Một người chỉ có thể hướng tiên kình đặt câu hỏi một lần, ngươi vấn đề thứ hai, lão phu không có trả lời. Cho nên tất cả chuyện tiếp theo, đều là lão phu nói một mình, ngươi có thể nghe đúng vậy nghe. Ta à, đối với nữ hoa hoa kia nói, này, yên tâm đi tiểu hoa nhi, ngươi mỗi một lần màng nhỏ màng, đều là ngươi tiểu điệp điệp phá, vô tận trong luân hồi, chưa bao giờ muốn thân qua nam nhân thứ hai. Ha 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 ha! Ngươi đoán sao đến? Nàng tức giận đến cho ta một kiếm, nói ta hỏi một đằng, trả lời một nẻo, có nhục đạo hồn đệ nhất tộc Mỹ danh, ta là cái rắm đạo hồn đệ nhất tộc A ha 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 ha! Ninh Phàm Cái này tiên kình già mà không kính dáng vẻ, lại lần nữa để Ninh Phàm nhớ tới vị cố nhân kia. Hắn là nhưng loại này mật nặc sự tình thật có khả năng tại rất nhiều trùng hợp ở giữa phát sinh sao đứa nhỏ ngốc a à, các ngươi đều là đứa nhỏ ngốc sẽ không còn ngốc như vậy hai cái đồ đần như vậy trời đất tạo nên lão phu thật muốn nhìn đến các ngươi có cái mỹ hảo kết cục nhưng rất đáng tiếc ngươi cùng nàng ở giữa cách trở sơn hải nhiều lắm cũng không có đầu bạc đến người duyên phận ngươi không nói có phải hay không cảm thấy lão phu nói lời chỗ nào không hợp lý a à, là ngươi không tin không tin nàng mỗi cái màng nhỏ màng đều thuộc về ngươi cái này cũng khó trách là người đều sẽ lâm vào hợp lý logic bên trong từ đó xem nhẹ thế giới khả năng từ vừa mới bắt đầu liền không hợp lý sự thật thời gian cùng không gian là thường nhân lý giải thế giới tiêu xích nhưng dù cho đem thời không khái niệm tước đoạt thế giới vẫn là thế giới luân hồi phân loạn như vô số cây tuyến quấy ở cùng nhau ngươi thấy không rõ luân hồi là bởi vì ngươi mắc tại tất cả tuyến sự thực là ngươi chỉ cần quan trắc dưới chân tuyến một đường tiến lên một cộng một có thể đợi tại hai cũng có thể tương đương ba thậm chí có thể đã tương đương hai cũng tương đương ba cũng có thể ai cũng không phải là ai cũng không phải vạn vật có thể có khái niệm cũng có thể không có khái niệm có thể tồn tại cũng có thể không còn ngươi đã không cách nào chứng minh vạn vật tồn tại cũng vô pháp chứng minh vạn vật không còn như vậy diễn sinh ra thế gian phát tắc lại có cái gì là thật giả cố hữu vĩnh hằng bất biến đâu đây cũng là thái cực cùng sinh diệt thái cực sinh diệt thời khắc này viễn cổ tiên kình thật là sư phụ tại vốn không hợp lý thế giới học giả nghiên cứu hợp lý tại không phải thật không phải giả thế giới tu sĩ tìm kiếm lấy nói thật duy vật người bị khốn tại vật duy tâm người bị khốn tại tâm con cá trong biển không tưởng tượng ra được bầu trời độ cao chim trên bầu trời mà cũng trải nghiệm không đến biển thâm thúy thế là tại không thể mà biết bên trên có người học xong tin tưởng tại dài dằng dặc luân hồi vũ trụ mênh mông lực lượng một người như vi sinh vật giống như không đáng giá nhắc tới có người từ trong lửa sinh liền cho rằng lửa là thế giới từ trong nước sinh liền cho rằng nước là chân lý nhưng mà thế giới bản chất không phải sức người có biết nhưng chỉ cần lấy tin tưởng vững chắc là điều kiện tiên quyết liền có thể tìm ra khả năng không rõ sao ra cái đề kiểm tra một chút ngươi ngươi tại sai chỗ thời không gặp đạo lữ luân hồi ảnh lại phát hiện tới quá trễ đạo lữ đã thành thân quá thủ tiết nhiều năm lại dựng dục bốn cái nữ nhi ngươi đem đạo lữ luân hồi ảnh đạp đổ lại đem đạo lữ bốn cái nữ nhi đạp đổ về sau ngươi phát giác được sự tình không đúng Ngươi không biết là chính mình tái rồi người khác hay là người khác tái rồi ngươi, lại càng không biết chính mình phải chăng vi phạm với luân lý đạo đức. Đề này chân chính đáp án sẽ là gì chứ? Đáp án là, đạo lữ của ngươi trừ ngươi bên ngoài chưa bao giờ ủy thân nam tử thứ hai, mà ngươi dù cho mẹ con đều là thu, cũng chưa từng vi phạm đạo đức, bởi vì mẹ con này có thể căn bản không phải thật mẹ con. Cái này rất khác thường, càng không hợp lý. Nhưng ở một không hợp lý thế giới việc ngươi cần là tìm tới nó định số, do quả đến suy luận kỳ nhân, mà không phải quấn quanh ở nhân quả tuần hoàn bên trong ngày càng mất phương hướng. Nếu như đạo lữ của ngươi nhận biết ngươi lúc đã thành thân thủ tiết nhiều năm, ta lại nói cho ngươi nàng chưa từng ủy thân qua nam tử thứ hai, cái kia hẳn là bởi vì lúc trước cái kia không may chết mất tiền nhiệm, cũng là chính ngươi. Hay là trong đó có nguyên do khác, cái gọi là thành thân, giá đều là lừa gạt thế nhân giả tượng đạo lữ có con cái mà ngươi cùng nàng đều là không con không gái mệnh cách cho nên đạo lữ con cái từ đâu mà đến hoặc là cảng đất tạo ra con người hoặc là thu dưỡng nhận làm con thừa tự tất giấu trong đó nguyên do cần ngươi tự hành tìm kiếm đáp án không cần khiến người khác giải thích mà là phải có chính mình suy nghĩ lão phu chỉ có thể cho ngươi bốn chữ làm tất cả luân hồi đáp án toàn chỗ thu hết cái gì ngươi cảm thấy không hợp lý cái kia làm chính mình đi trong luân hồi tìm kiếm đáp án đi đem luân hồi khiến cho hỗn loạn giao thoa không phải liền là chính ngươi sao lão phu sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện nàng hoàng mỹ chính là không thể sửa đổi định số bắt nguồn từ thần vương nghịch nguyệt chiếu cố nàng là nữ nhi của thần không tì vết người thanh danh tốt đẹp cũng là thần vương vĩnh hằng bất diệt chúc phúc mà ngươi liền đáng thương không ai chiếu cố ngươi cho nên ngươi tao ngộ qua ô uế rất không may đều là sự thật. Có người vì ngươi định ra đoàn tụ c, ướp định số; có người vì ngươi định ra vận đen c, ướp định số; còn có người vì ngươi định đạo duyên động. đúng là mẹ nó thật đáng giận a. À. cho ngươi làm sư phụ thế mà lại còn bị liên đói trảm đạo duyên, từng cái khó có kết thúc yên lành. ngươi nói thật đáng giận không khách khí. cũng đừng làm cho lão phu biết là cái nào tạp mau làm chuyện tốt. đi chỗ này đạo giới muốn triệt để băng mất rồi. Không có thời gian cùng ngươi dài dòng, đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Không thể nghĩ cũng tốt, không thể gặp cũng tốt, tùy ngươi. Nhưng không nên quên, không bận rộn phơi nắng, có thể dự phòng tâm ma sinh sôi. Ngươi chính là từng ngày không nghe vi sư mà nói, mới khiến cho tâm ma trùng điệp, tự khốn nó tâm. Ngươi mặc dù so vi sư nhiều một chút như vậy tài hoa, nhưng cũng. Đừng quên, vi sư nếm qua gạo tuyệt đối so với ngươi nếm qua muối nhiều vi sư kéo qua nước tiểu cũng tuyệt đối so với ngươi nếm qua nước tiểu nhiều nghe vi sư chuẩn không sai vô luận nhiều địch nhân a cường đại buông tay đi làm hắc ma bạch ma đều là tốt ma nhưng nếu là luân hồi không thể được đồ vật nhốt ngươi cả đòi vi sư sẽ thay ngươi đem hết thảy thu hổi oanh hàng hàng mệnh từ một đường đạo giới cuối cùng vẫn nổi Ninh Phàm chỉ cảm thấy ý thức chợt nhẹ, tự sắp trở về ngoại giới, lại tại trở về trước đó, thể nội bị thi đấu vào một bao lớn âm dương nhị khí, là cái kia kỳ, kỳ quái viễn cổ tiên kình tiện tay tặng cho. Sư phụ, có loại không hiểu cảm động cùng thương cảm quanh quẩn tại Ninh Phàm trong lòng. Nhưng tất cả tình cảm, cuối cùng lại hóa thành một tiếng giữ lại, kêu gọi. Sư phụ chờ một chút. Ta đưa cho ngươi một nghìn ngày đạo kim, ngươi quên đưa ta video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha